Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 81. Thánh 11 cuối đông, hôm nay, trận mưa tuyết đầu tiên rơi xuống Trường An, sau đó kèm theo mưa đá, tuyết bay đầy trời. Chiều muộn, tuyết trắng chẳng những không nhỏ đi mà còn càng lúc càng lớn, trời chưa tối đen người qua đường đã về nhà cả, đường phố vắng lặng mây khói ép xuống tòa thành trực phiên cổng thành bắc cuối cùng đã chờ đến tiếng trống từ hướng hoàng cung mơ hồ vọng tới lập tức ra lệnh cho thủ hạ đóng cửa thành hai lính canh cửa vội vào sưởi ấm ôm ngón tay run lên vì cống vội vàng định khép cổng thì thấy một đội từ xa phi tới vó ngựa đạp tung tóe băng tuyết bùn nhão trên đường nhanh chóng tới gần môn lại trông thấy yên ngựa cương ngựa và đao đeo bên hông lộ ra ngoài áo tơi người cưỡi đều vương đầy băng vụn và tuyết đọc trông giống như đoàn người đến từ phương bắc chảy cả quãng đường dài, đồng thời, dù đều ăn mặc thường phục nhưng người người bội đao đeo lưng, hiển nhiên là người làm công vụ. Bởi nhiếp chính vương vừa kết thúc năm tuần, mấy tháng trước lại ngựa không dừng vó đi phương bắc đốc chiến đến nay chưa về, trong hoàng cung thường thường giao thông qua lại cũng đều hướng về phương bắc, môn lại không dám lười biếng, nhưng cũng không thể tùy tiện cho người vào thành, bèn theo quy định, yêu cầu trình giấy đi đường. Một tùy hành đội nón lá đưa lên, môn lại nhìn thoáng qua, bỗng ngẩng lên, chạy ra ngoài, trong chút tia sáng ảm đạm cuối ngày trên đỉnh đầu rốt cuộc đã nhận ra người trong đội ngồi trên lưng ngựa lẳng lặng dừng chờ đợi. Y đội mũ rộng vành, thân mặc áo tơi, trên dưới quanh người tích đầy tuyết trắng. Môn lại lập tức quay lại lớn tim quát mở cổng, lại dẫn người lui tránh sang hai bên cổng thành làm lễ bái. Thúc thần huy đội cơn lạnh sớm của mùa đông năm nay, đạp trên con đường bùn đất đầy mưa tuyết, vào trạng vạng ngày cuối năm hôm đó rốt cuộc về tới Trường An. Thuốc tiền đã bình an về kinh thành sớm hơn y nửa tháng, trong đêm khuya, dưới sắp xếp của Hiền Vương vào Hoàng Cung. Sau ba ngày, trong cung truyền ra tin tức, bệnh của Hoàng đế qua một thời gian tĩnh dưỡng đã dần dần khôi phục, có thể gặp người. Liên quan đến chuyện Hoàng đế dưỡng bệnh mấy tháng liên tiếp không thể lộ diện này, dù triều đình trên dưới người người đều tự có suy đoán trong lòng, xong từ đêm nhiếp chính vương về từ cuộc nam tuần nghiêm nghị khiển trách đại thần tại tuyên chính điện xong không ai dám nói thêm nửa câu chuyện hoàng đế dưỡng bệnh ở ngoài nhiễm nhiên đã thành một chủ đề cấm hiện giờ trong cung chợt thả tin tốt ai nấy biết hẳn người đã về ngầm hiểu lẫn nhau đầu tiên là những trọng thần từ tam phẩm theo hiền vương và phương thanh vào cung thăm thiếu đế cách mà nói mấy câu kiểu như thấy rất hân hoan khi hoàng đế bệ hạ khôi phục các thứ mấy ngày tiếp đó Quan viên từ tứ phẩm cũng lần lượt vào cung bái chúc. Đến giờ, dù thiếu đế chưa thể hoàn toàn khôi phục triều hội như trước, nhưng đã bắt đầu xử lý chính vụ trong cung, khôi phục trật tự đâu vào đấy. Ngoài ra, gần đây còn nghe một tin tức khác, Nhiếp chính vương vì chiến sự tám bộ tự mình đi phương Bắc đốc chiến, ít ngày nữa cũng trở về. Đều là chuyện tốt, đợi đến chừng Nhiếp chính vương trở về, chắc hẳn thiếu đế cũng hoàn toàn khôi phục. Toàn bộ triều đình khôi phục như cũ thuốc thần huy vào thành rồi không đi hoàng cung sai người báo tin cho hiền vương và thiếu đế trong cung đi thẳng về vương phủ y muốn nghỉ ngơi một đêm nghỉ ngơi thật khỏe thu lại đủ loại tâm sự cuốn lấy mình cả đoạn đường chờ đến mai lại đi làm những chuyện phải làm tòa vương phủ đã gần nửa năm không có chủ nhân bước vào theo những lần y về bất chợt nơi đây vốn tịnh như nước động mới trở sống lại đèn châm một đường người trên dưới vương phủ bắt đầu chuyển động quãng thời gian y không có ở đây lý tường xuân đã xuất cung trương bảo cũng đi theo ở lại vương phủ hôm nay thấy thời tiết ác liệt trời đông giá rét không hy vọng gì ăn cơm xong đang định chui vào chăn bỗng hay tin nhiếp chính vương về hương phấn ghê gớm lập tức chạy vội ra chi sự vương phủ đón nhiếp chính vương vào chiêu cách đường trương bảo dâng trà nóng lên cậu không thấy bóng vương phi đâu dù đã biết ngài ấy sẽ không về cùng nhiếp chính vương xong khó tránh khỏi có chút tiếc nuối trong lòng. Chi sự vương phủ nói. Cơm canh đã sẵn, Điện Hà chờ một chút. À, Khe Nguyệt Hiên cũng đang dọn dẹp, Điện Hà dùng bữa xong là có thể nghỉ ngơi. Khe Nguyệt Hiên là chỗ tầm đường y dùng nhiều năm, ở phía sau cách đây không xa, mấy bước là đến. Thúc thận huy dừng bước, nhìn màn đêm đen kịch bên ngoài, nói. Ta đi phồn chỉ đường phồn chỉ đường tuy là tân phòng y thành hôn hồi đầu năm xong đã bỏ không hồi lâu, dù có lập tức thắp lửa, sợ trong dây lát tầm đường cũng không đủ ấm áp như bên này. Xong ngài đã lên tiếng, chi sự đành làm theo, lập tức cho người đổi lại dọn dẹp chuẩn bị nhiếp chính vương vào ở. Thúc thận huy qua quyết dùng xong bữa tối liền đứng dậy, nói thời tiết đêm nay không tiện, mọi người đi ngủ cả, không cần theo. Trương bảo cùng Lý Tường Xuân theo hầu y đi phồn chỉ đường. Trong tầm đường đã thắp đèn, đốt lửa sưởi ấm, nhưng ý lạnh trong không khí ngay phút chốc vẫn khó xua đi hết. Gặp đêm đông thế này, mưa tuyết bay bay, một gian tầm đường to thế càng thêm quạnh quẽ. Vừa nãy ở bên kia thúc thận Huy đã thay áo ngoài. Về đến đây chuẩn bị tắm rửa, lúc cởi đồ trương bảo mới phát hiện, thì ra lớp y phục bên trong cũng ngấm đầy mưa tuyết, thấm đẫm dán chặt trên vai. Ông trời không còn chỗ nào tốt hơn sao, vừa mưa đá, vừa tuyết rơi. Cả năm nay điện hạ quá nửa phải bôn ba bên ngoài, giờ mới về còn đụng phải thời tiết này. Thật khổ cho Điện Hạ, may mà cuối cùng cũng qua, sau này không cần khổ sở thế nữa. Trương Bảo Hầu Y đi tắm, miệng lầu bảo ông trời quỷ. Thúc Thận Huy cười cười, nước nóng toàn bộ bao trùm lấy tấm thân lạnh lẽo mệt mỏi của Y, ấm áp sốt cuộc khiến Y cảm nhận được chút ít dễ chịu. Y nhắm mắt, muốn thật sự thả lỏng không cần suy nghĩ gì cả, xong lại khống chế không nổi, yên tĩnh lắng xuống thì trong đầu lại nổi lên mấy ngày đêm chung sống cùng cô, Màn thân mật không định tới nhưng đẹp đẽ lạ thường, còn có câu trả lời thẳng thắn của nàng trước lúc chia tay. Trên đường về, y đã phải mấy lần nhớ lại câu nói ấy. Năm 13 nàng ấy đã gặp một thiếu niên, chỉ một lần, thiếu niên đã chui vào tim nàng, chưa từng rời đi. Năm đó y ở đâu nhỉ? Y đúng lúc cũng đi nhạn môn. Y nhớ cô từng nói, quãng thời gian y đến nhạn môn cô không có ở đấy mà đã đi doanh địa khác. Có thể nào chính là lúc đó? khi y cả ngày bận rộn tuần sát biên cương, cô 13 tuổi, ở một nơi y không biết, đã gặp thiếu niên kia của đời mình. Cảm giác tiếc nuối thật sâu, một lần nữa như bóng với hình, bao trùm lòng y. Nếu lúc đó, nàng ấy không đi đâu cả, cũng ở đại doanh nhạn môn, gặp được y, vậy sẽ thế nào? Y đương nhiên không đến mức tự tin đến thế, rằng có thể nàng ấy vừa gặp đã cảm mến y, nhưng chí ít cũng có thể sẽ để lại ấn tượng khắc sâu không tệ chứ nhỉ nếu người thiếu niên bầu bạn trong lòng cùng nàng trưởng thành kia từ đầu đến cuối không phải ai khá mà là chính y, sẽ tốt đẹp kỳ diệu bực nào. Hơi ấm trong nước chậm rãi mất đi, nước dần lạnh. Thuốc thận huy cảm nhận được chút y lạnh, sợi suy nghĩ tàn mạn cũng thu hồi theo. Y quyết định không suy nghĩ lung tung nữa. Chân chính tiếp thu hết thầy, tựa như suy nghĩ ngày đó vậy, sau này họ còn có tương lai. tư nghĩ tiếp thế này, y sợ mình sẽ lộ ra nguyên hình, Nghen đến mức ước gì có thể moi gã thiếu niên từ trong lòng nàng ra mọi chuyện gì khác y đều chẳng màng làm nghỉ ngơi thật tốt đi đã về vẫn còn vô số việc đang chờ y bước ra trương bảo đón lấy báo chăn mền đã xây ấm như là sợ y lại muốn chuyển qua thư phòng thúc ép y lên giường y nhìn quanh căn tầm đường giờ đây chỉ còn một mình liền nghĩ tới chút tâm tư của chính mình lúc trước khi thành hôn bố trí chỗ động phòng ở nơi đây lúc ấy sao có thể ngờ căn khoát phòng này lại biến thành chỗ làm cho lòng mình lắng xuống nhất. Y nghe Trương Bảo thúc giục, định lên giường, nào ngờ lão thái giám bỗng đến gõ cửa, nói Trần Luân cầu kiến. Y vừa về, Trần Luân lại chạy đến trong đêm gặp hắn, là vì vừa có chuyện không tốt cực kỳ ngoài ý muốn. Nửa tháng trước, sau khi thiếu đế bí mật trở về, Hiền Vương phát hiện thiếu đế thật sự rất khác trước. Trước khi ngài trốn đi, ngài cũng biểu hiện cần cù việc công chính nhưng thể loại nhất cử nhất động đều nhờ đốc thúc mới hoàn thành cùng với tự làm của bây giờ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau thay đổi này đủ để dùng từ thoát thai hoán cốt để hình dung như vì đền bù khuyết điểm trước đây thiếu đế cực kỳ để tâm vào chính sự dẫu vẫn chưa lâm chiều lại nhưng từ khi trở về cậu đã đâm đầu vào chính vụ thường tự thân phê tấu trương đến khuya mà ở ngoài cung chỉ trích đối với bản thân thiếu niên hoàng đế cũng không vì cậu lành bệnh mà hoàn toàn lắng xuống, mà ngược lại, vì cậu xuất hiện mà dẫn phát một đợt xào xáo. Ngay hôm qua, có người mật bẩm báo ngự sử trung thừa, một cậu con và con rể vị đại quan đương chiều trong một bữa tiệc riêng dám vọng luận thiếu đế hoang đường. Thời gian vừa qua cũng không biết xuất cung chạy đi chơi đâu giờ mới về, không có tướng minh quân, chi bằng nhiếp chính vương dựa thế lên ngôi, lòng người có chỗ dựa, lợi cho thiên hạ. Viên đại quan ấy chính là từ phạm thượng thư bộ lễ đương chiều người báo cáo chính là một nô bộc nhà họ từ, lúc ấy đang hầu hạ bên ngoài, nghe được toàn bộ, vì ghi hận bị trừng trị lúc trước mà vụng trộm tố giác. Chuyện chẳng những dính đến chỉ trích đối với hoàng đế mà còn kéo nhiếp chính vương vào, cực kỳ khó giải quyết. Ngự sử không dám trực tiếp trình lên trước thiếu đế, cũng không dám xem như không xảy ra chuyện gì, đành lặng lẽ trình qua chỗ hiền vương. Trần Luân nói, sau khi từ phạm bị hiền vương bí mật tra hỏi, kiểm chứng là thật, là hai tên say rượu nói bừa. Ông biết con trai con rể đã phạm vào tội chết đại bất kính, sắp vươn cổ đợi chết, mình cũng có tội dạy dỗ sai lầm, không mặt mũi nào mở miệng, nhưng vẫn khẩn xin vì tận trung với triều đình xưa nay, cho phép ông tự sát thế tội, bỏ qua cho tính mạng con trai con rể. Hiền Vương trong giây lát còn chưa biết xử lý thế nào, đành hết sức đè ép sự tình trước, vừa Vạn Y đã về tới, vừa nhận được tin lập tức phái Trần Luân đến gặp. Gã nô bộc nhà họ từ đâu rồi? Thúc thần huy nghe xong hỏi. Ngự sử trung thừa tạm thời bắt lại, chuẩn bị ngày sau đối chất. Có lẽ do sợ hãi, đêm qua tự tháo dây lưng treo cổ chết rồi. Thúc thần huy im lặng. Trần Luân nhìn gương mặt nghiêm túc dưới ánh nến chiếu rọi của y, tâm tình cực kỳ nặng nề. Phía từ phạm thì không nói. Ông ta ngồi ở môi cao, kẻ thù chính trị bao vây, lại trị ra không nghiêm, miệng lưỡi nghi tế gây hỏa, theo luật xử lý, gieo gió gặt bão. Vấn đề lớn nhất là thứ đồn đãi này nếu đặt lên mặt bàn, để thiếu đế biết, ngài sẽ nghĩ thế nào. Tuy nói thiếu đế và nhiếp chính vương xưa nay thân mật không khoảng cách, nhưng bàn đến vấn đề nhạy cảm như vậy tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của bản cáo. Ta biết rồi, anh về đi, để Hiền vương và ngự sử trung thừa theo đó mà lo. Nên làm cái gì, làm sao? Đang lúc Trần Luân rối loạn thì nghe Thúc Thận Huy nói vậy. Anh khẽ giật mình, điền hạ cứ như vậy đi y đứng lên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này trong thư phòng phồn chỉ đường yên tĩnh cực kỳ đến cả tiếng mưa đá tóc tóc nhỏ bé đập vào mái hiên nhà cũng có thể rõ ràng lọt vào tai y quay lại nhìn anh bạn già mặt cười vui thời tiết thực sự không tốt sợ nửa đêm về sáng càng lạnh đấy anh về sớm đi bầu bàn chị của ta giúp mai lên chiều gặp là ý kết thúc buổi nói chuyện chuyện này cho dù là ngẫu nhiên thuần túy hay là có người mượn cơ hội sách động, chỉ cần y suy nghĩ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng chèn ép xuống không được. Như ngự sử trung thừa, xưa nay công chính, có tiếng thẳng thắn một mình dám can đảm liều chết can gián mà thu được bản cáo cũng không dám trực tiếp tấu lên. Có thể thấy sức ảnh hưởng của nhiếp chính vương ở triều đình lớn đến mức nào. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù việc này quả là có người phía sau, sai sử tay nô bộc không cam lòng của nhà họ từ sách động sự cố, nhưng tới chừng đó, nhiếp chính vương có chuẩn bị, lẽ nào không có cách đối phó. Giờ phút này, y lại quyết đoán vậy. Trần Luân đành làm theo. Màn đêm buông xuống, hiền vương và ngự sử trung thừa gõ cửa cung, gặp thiếu đế, xương hôm qua nhận được bản cáo, đã kiểm chứng xong trình lên ngự tiền, xin hoàng đế thánh tài. Trong thư phòng phủ nhiếp chính vương, sau khi Trần Luân rời đi, Thúc Thần Huy cũng định về tầm đường nghỉ ngơi. Trước khi đi, y định lấy một quyển sách cầm về bên gối đọc trước khi ngủ. Y đi đến trước kệ sách, đang tìm, dừng mắt ở một chiếc khay đựng giấy cạnh kệ sách. Trong khay để ít giấy vặt vãnh tạp nhạp chờ xử lý, dự định hoặc thu hồi hoặc vứt đi. Nhưng vì y xuất kinh hơn nửa năm liền, đặt vào đây trước giờ, người làm trong phủ cũng không dám tùy ý xử lý, mớ giấy vẫn cứ ở đó, phía trên đã phủ một lớp bụi thật mỏng. Y nhìn thấy mấy tờ tập viết chữ mẫu, rút ra xem thử, không ngờ như nhặt được của quý đúng là những trang trước đây cô học theo mẫu chữ khác của y để lại. Thúc thận huy liền soi đèn quan sát chữ cô để lại, khóe môi không kiềm được hơi nhích, đầu ngón tay cũng theo bút tích cô, nhẹ nhàng vuốt mấy lần, thổi bụi bám phía trên, cuối cùng mang theo về tầm đường, đặt bên gối, tắt đèn lên giường, nhắm mắt, nghe âm thanh mưa tuyết pha trộn ngoài cửa sổ, chậm rãi đợi hừng đông. chương 82 Hôm sau, Đại điện Tuyên Chính Hoàng Cung, Cử hành buổi chiều hội đã ngưng một thời gian dài đến mấy tháng. Ngoài điện vẫn mưa tuyết không dứt, gió lạnh trận trận thi thoảng lại thổi qua đại điện, tăng mấy phần âm lãnh, nhưng bầu không khí trong điện lại có chút hòa hợp. Thiếu đế lâu ngày không lộ diện hôm nay rồng cuốn lấy thân, tinh thần sáng láng, trông đã hoàn toàn khỏi bệnh. Nhiếp chính vương thời gian qua vẫn luôn bôn ba bên ngoài ngồi nghiêm dưới thiếu đế, bóng dáng vững trái. Bá quan người người mặc chiều phục, hai tay ôm khuê, ai về chỗ nấy, triều hội bắt đầu, dưới dẫn dắt của nhiếp chính vương cùng nhau hướng về chỗ ngồi thiếu đế bái lễ diện kiến hoàng đế, sơn hô vạn tuế. Nom hết thầy chẳng có gì khác xưa, không chỉ như thế, căn bệnh của thiếu đế khỏi hẳn, nhiếp chính vương đốc chiến trở về, triều đình dùng binh đại thắng ở cuộc chiến tám bộ ở phương Bắc. Trận chiến này chẳng những bắc địch thất bại, đông bắc đạt được yên bình, uy danh triều đình có thể dương cao. Trong triều hội, Hồng Lư tự tấu, triều hội nguyên đán sang năm, Đến giờ gồm có thất bá, giao châu, Lâm ấp 10 phiên quốc từ Tây Nam, lần lượt đưa tin muốn tham dự triều hội nguyên đán sang năm, bái chúc hoàng đế Đại Ngụy. Sứ đoàn họ đã lên đường, lại thêm các nước phụ thuộc ở Tây Quan số lượng lớn nhất từ thời Minh đế lập quốc đến nay. Đại triều hội nguyên đán là triều hội long trọng nhất trong năm, mở ra năm mới, ý nghĩa phi phàm. Tin tức từ Hồng Lưu tự làm bá quan cảm thấy rất phấn chấn, xôn xao chúc mừng hoàng đế trên mặt thiếu đế hiện ý cười nhận lời chúc xong nhìn ngự sử trung thừa đứng trong bá quan mở miệng lệnh ông tấu lại chuyện đêm qua một lần ngự sử trung thừa ra khỏi hàng theo lời mà nói không chờ nói xong không khí vui mừng ban nãy không còn sót lại chút gì canh năm sáng nay đương lúc bá quan tụ tập ngoài điện chờ vào chiều đã nghe tin từ phạm đứng trong hàng ngũ đầu đàn của sáu bộ địa vị hiền hách sáng nay không xuất hiện mọi thứ đều cho thấy việc là thật đến giờ phút này thấy nụ cười trên mặt thiếu đế biến mất, nhiếp chính vương bình tĩnh như nước, nào ai bên dưới can đảm nói tiếp, dối rít cúi đầu. Nhiếp chính vương chậm rãi bước lên, lễ bái với thiếu đế. Thần phàm tội chết, xin bệ hạ giáng tội, thần cam tâm tiếp nhận. Trong đại điện lâm vào không khí hoàn toàn tĩnh mịch, thiếu đế bỗng từ ngôi vị đứng lên, nhanh chân xuống bậc cấp tự tay đỡ y dậy, lớn tiếng nói. Liên can gì nhiếp chính vương chứ? Nhiếp chính vương giúp chậm rãi bày tâm sự thịt nát xương tan, chấm tuy không biết, nhưng cũng đã nhìn toàn bộ vào mắt, để hết trong lòng. Cậu quyết tâm nắm tay lại, dùng sức gõ mạnh vào ngực mình hai lần kêu thùm thụp. Đáng hận, là những kẻ tiểu nhân ẩn chứa lòng gian, có ý đồ ly rán, sợ thiên hạ không loạn kia. Cậu nghiêm nghị nói xong, xoay sang đại lý tự khanh. Về mức độ con và con rể của từ phạm dám vọng luận, luận tội thế nào? Đại lý tự khanh cuốn quyết ra khỏi hàng cúi bái. Đây là tội đại bất kính, tội chết, theo luận nên chém. mắt thiếu đế lộ sắc đỏ rực, đằng đằng sát khí. Cậu không nói, từ từ lướt mắt qua mặt bá quan. Lại một cơn gió lạnh thổi vào đại điện, bá quan chỉ thấy lông gáy dựng đứng, ý lạnh bức người. Bình thường từ phạm làm việc có chừng mực, giang vọng thuần khiết, trong chiều dĩ nhiên có không ít quan hệ. Những đại thần từng giao hảo với ông giờ đây người người cảm thấy bất an, thầm dỉ mồ hôi lại nhầm đồng hồ nước trong đại điện chậm chậm nhỏ nước như thường lệ. Xong thời gian trong điện, lại chậm như đang đưa người ta lên bàn ủi nung đỏ, mỗi giọt nước của đồng hồ nhỏ xuống như đã dằn vặt hồi lâu. Đường lúc khó khăn, hiền vương nãy giờ vẫn lặng thinh bỗng ra khỏi hàng, tố tử phạm hiện giờ đang đợi tội ngoài điện, ngại gì không để ông vào điện, nghe từ ông biện bạch. Hiền vương đã mở miệng, dĩ nhiên thiếu đế tuân theo. Chỉ thấy tử phạm hốt hoàng đi vào, phù phục quỳ xuống, bảo con trai con rể say rượu nói sàm, sau khi tỉnh rượu đã vô cùng hối hận biết tội. Rồi ôm tội vào người, tình nguyện thay mặt nhận tội để vơi bớt cơn giận của hoàng đế cùng nhiếp chính vương. Ông than thờ khóc lóc, dùng sức dập đầu, chốc lát, chán mặt ra chóc thịt bong nhuộm đầy máu. Nhìn rất chật vật, nào còn nửa phần dáng vẻ cẩn thận như thường lệ. Thiếu đế đăm đăm nhì từ phạm thật lâu, quay sang hiền vương. Ý hoàng bá tổ thế nào, Hiền Vương lại bước ra khỏi hàng nói. Nhi tế của từ phạm say rượu nói bậy, phạm phải tội chết đại bất kính, nguyên phải chịu hình theo pháp. Song bình thường từ phạm căng nghiệp thủ chức, lại có công với triều đình. Từ năm cao tổ bổn triều đăng cơ từng có lời, lấy nhân lập chính. Dù rằng bệ hạ tuổi còn nhỏ song anh tài ngút trời, chuyện này, ắt bệ hạ đã sớm tự có quyết đoán, lão thần không dám xen vào. Thiếu đế nhìn từ phạm còn phù phục dưới bậc, lạnh lùng nói vốn là tội chết khó tha, song hiền vương đã cầu tình cho ngươi, nể tình xưa nay người trung thành mẫn cán, miễn cho nhi tế của ngươi tội chết, phạt 50 trượng, tù lưu vong 3 ngàn dặm. Ngươi thân là trưởng bối, quản giáo không thỏa đáng, làm cha chịu tội liên quan, tước y quan, tước trước thả đi. Vừa dứt lời, từ phạm khóc dòng, không dám lộ cơn vui sướng ra ngoài, chỉ dập đầu khóc không ra tiếng. Tội thần đa tạ bệ hạ ân điển, tội thần đến đó, chắc chắn sẽ dốc hết sức lực tạo phúc trong thôn, tạ ơn bệ hạ tái tạo. Đến tận đây, trong số bá quan, có vài kẻ âm thầm thất vọng không dứt, nhưng cũng không ít người, sắc mặt đại biến ban nãy đã từ từ khôi phục phải biết rằng những câu nói bừa say rượu gây tai họa của nhi tế từ phạm kia cũng không phải là ca biệt. Vài người đứng trong điện ngày hôm nay, do từng cực kỳ thất vọng mà ít nhiều trong lòng cũng từng nghĩ tới. Giờ thấy hai người vì vậy mà gặp cực hình, không khỏi xúc động lây, như đao đang rơi xuống đầu mình. Dĩ nhiên, bá quan trong điện dù suy nghĩ gì trong lòng, giờ cũng toàn bộ phủ phục quỳ xuống, tán tụng hoàng đế anh minh. Thiếu đế giận dữ khiển trách tên nô bộc họ từ có giá tâm đáng giết, tội không thể tha, lệnh roi đánh xác 500 cái, chém đầu vứt xác vùng hoang dã. Không chỉ thế, người trong cửu tộc cũng chịu tội toàn bộ, tất cả lưu vong vùng hoang vu để gian đe. Buổi chiều hội cuối cùng kết thúc trong tiếng đồng thanh khen ngợi của đám đại thần. Thuốc tiền vừa về ngự thư phòng, đã nhận tin Lan Thái Hậu tìm tới, cho người lui xuống nói. Bệ hạ, cả nhà từ phạm đại nghịch bất đạo, sao buông tha dễ dàng như thế? Người cho rằng chỉ mỗi nhà hắn nghĩ thế sao? Mẫu hậu nói người nghe, quãng thời gian người xuất cung, không biết bao nhiêu kẻ giống như chúng. Đây là cơ hội cho bệ hạ lập uy, trong mắt chúng chỉ có người kia thôi. Hôm nay bệ hạ không dùng cực hình sẽ chỉ làm bọn chúng gan cản lớn, xem như rằng bệ hạ bị hắn nắm trong tay, nhận định bệ hạ e ngại hắn. Đấy là tai họa của người. Chưa kể, bệ hạ còn xử lý tên nô bộc kia nữa. Cứ tiếp tục thế này thế, nếu tương lai hắn muốn làm loạn, tất cả đều là một phe của hắn, ai dám can đảm lên tiếng vì bệ hạ, làm việc cho bệ hạ. Bệ hạ bị hắn che mắt sâu quá rồi. Hôm nay ngài vốn nên giết một kẻ gian trăm người. Chúng đều là người của hắn. Người thả đi, bọn chúng cũng sẽ không cảm kích người mà sẽ chỉ cảm kích người kia thôi. Người người quá hồ đồ rồi. Lan Thái Hậu nói xong câu cuối, giọng hơi phát run, lộ vẻ giận dữ. Thuốc tiền vẫn luôn ngồi bên bàn vùi đầu lật xem tấu chương, lúc này dương mắt, lạnh lùng thốt. Sao, Thái Hậu muốn tát chấm một tát nữa sao? Lan Thái Hậu nghẹn họng. Còn nữa, ta ngược lại thật không hiểu, ngài nói rõ cho chấm xem nào. Hắn, mà người luôn miệng nói kia, đến cùng là ai? Lan Thái Hậu bắt gặp ánh mắt của con trai hùng hổ dọa người, trần trừ một lúc rồi nặn ra nụ cười hạ giọng bệ hạ đã biết còn cần mẫu hậu nói sao triều đình giờ đây lòng người hướng về hắn tám chín phần đại thần đều là tâm phúc của hắn nghe lệnh hắn bệ hạ có gian khổ thế nào chúng cũng làm như không thấy lẽ nào bệ hạ không cảm thấy còn nữa nếu không phải hắn lợi dụng lòng tin của tiên đế và bệ hạ cố sức dẫn dắt sẽ có cục diện hôm nay ư thái hậu thuốc tiền đột nhiên biến sắc ngầm một tiếng vỗ bàn đứng dậy, ném mảnh tấu trương đang xem trong tay xuống đất. Người là một phụ nữ trong hậu cung sao lại rõ chuyện triều đình như lòng bàn tay vậy. Chuyện chấm không biết cũng muốn vạch giúp ta sao. Cậu chằm chằm nhìn Lan Thái Hậu. Hẳn là sau lưng người còn cao nhân nào khác chăng? Hay gọi hắn ra đây, thẳng thắn cùng chấm, không tốt hơn sao? Lan Thái Hậu giật mình, liên tục phủ nhận. Thuốc tiền thở mấy hơi, đợi cơn tức giận trong lồng ngực mới bị moi ra lắng lại, lạnh lùng nói. Mời Thái hậu về cung, tự nhi từ sớm tối đến vẫn an. Nơi đây không phải chỗ người nên tới, từ hôm nay đừng để ta lại bắt gặp người." Lan Thái hậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng lạ thường của con, cảm giác mình không thể nào còn nắm chắc bừng lên trong lòng. Từ lúc cậu ta xuất cung trở về, như đã đổi thành người khác. Vì lấy lòng con, bà chẳng những không hề đề cập tới chuyện lập hậu, còn đưa người cung nữ trước đây đều đi trả về. Bà cho rằng mình đã bồi dưỡng lại tình cảm mẹ con cho tới giờ bà mới chợt giật mình con trai như ngày đêm nhủ giò chân dài rộng nhanh chóng cao vượt mình bên môi con chẳng biết lúc nào đã có chút ria mép hơi xanh vẻ mặt cậu lộ vẻ đầy chán ghét và lạnh lùng nhìn qua chẳng chút khác biệt một người trưởng thành trước mặt con trai bà chẳng những thấy lạ lẫm mà còn có mấy phần sợ hãi lại nghĩ đến tai họa ngập đầu lúc con trai trốn đi mang đến quãng thời gian lo lắng ngày đêm như xác không hồn mọi bất mãn và cơn giận bà tiêu tan bà đỏ mắt lên giọng run run nói tiến nhi đừng buồn mẫu hậu đi rồi chậm rãi rời khỏi thuốc tiền đứng sau bàn vẫn không nhúc nhích thái giám và cung nữ hầu hạ bên này đang tụ tập bên ngoài từ xa nhìn thấy mặt cậu đông cứng dữ tợn không gọi nào dám vào chỉ rối rít quỳ xuống còn không dám thở mạnh hiền vương quá cẩn thận đêm qua lúc cùng ngự sử chung thừa tấu với cậu dáng vẻ nghiêm túc mà e sợ thật chẳng tương xứng với ngôi vị ngài ấy, suýt khiến thúc tiền bật cười tại chỗ. Hiền vương cho cậu là ai chứ, bị mấy lời này ảnh hưởng sao, sẽ nghi ngờ tam hoàng thúc sao. Không khỏi quá coi thường cậu rồi. Trên đời này, người khó hài lòng với cậu nhất, chính là tam hoàng thúc. Cậu cảm kích tam hoàng thúc, gặp chuyện này mà không có ý giấu giếm. Giao cho cậu, chính là tin tưởng cậu. Ngài ấy đã tin tưởng mình, dĩ nhiên mình cũng lấy đó đối xử ngang ngừa. Cậu muốn để cho Tam Hoàng Thúc và tất cả đều thấy rõ, bất kỳ lời đồn đãi xúi dục gì cũng không thể chi rẽ cậu. Con và con rể của từ phạm tự dương cuốn Tam Hoàng Thúc vào thị phi, muôn lần chết cũng không đỡ hết tội. song hai người này lại không thể giết, nếu giết, sẽ là chính thức bắt đầu chia rẽ mình và Tam Hoàng Thúc. Cậu hy vọng đáp án mình đưa ra hôm nay có thể làm Tam Hoàng Thúc cảm thấy hài lòng ngài là tam hoàng thúc thân thiết khả kính của cậu nhiếp chính vương nâng đỡ cậu đến giờ điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi nhưng hiện giờ trong lòng cậu chẳng biết tại sao lại tràn đầy một cảm giác như mất mát và vô lực không chỗ xả cậu đứng đó một lúc lâu cuối cùng nắm chặt quyền xua tan bóng ma trong lòng đi đến nhặt tấu trương vừa quẳng rồi ngồi lại bàn tiếp tục phê duyệt một án báo vốn làm hiền vương cũng cảm thấy nan giải vô cùng cứ vậy qua đi Tuy kết quả có bất ngờ xong nghĩ lại, lại hợp tình lý. Chỉ một câu xào xáo vô tri như thế, sao có thể dung chuyển lòng tin và tình cảm nhiều năm chú cháu của thiếu đế và nhiếp chính vương. Đúng lúc đến quần thần cũng thấy nơm nấp lo sợ, thiếu đế và nhiếp chính vương đã nhìn nhau cười một tiếng. Mọi hãm hại đều như mây bay che trăng sáng, gió thổi liền tan. Trừng phạt đối với đám tử phạm cũng đúng mực, là cảnh cao tàn khốc cũng không thiếu khai ân ngoại luật, càng nói rõ tình cảm thiếu đế và nhiếp chính vương bền chắc không thể phá. Thậm chí, chuyện còn có một hiệu quả không tệ, vì biểu hiện hôm đó ở tuyên chính điện của thiếu đế, khoan dung mà nghiêm khắc, sau đó, trong đại thần còn giấy lên một làn sóng khen ngợi, bảo cậu cơ trí anh minh là đại hạnh đất nước. Xong chưa ai ngờ tới, khi làn sóng ngợi khen ngợi còn chưa hết ấm, nửa tháng sau, một làn sóng khác lại ập tới. Ngày 16 tháng 12, sao trồi từ phía Tây, kéo dài như ban ngày. Tiếp đó, quan chiêm tinh đã quan sát được huỳnh hoặc thủ tâm sao. Sao huỳnh hoặc bằng sao hỏa, tam túc bằng nằm trong chòm Scorpion, hiện tượng sao hỏa di chuyển đến gần ba ngôi sao tâm túc và dừng lại một thời gian. Có tích thời, những điểm trên đều ở thế hung, thường thường vì thiên tử thất đức, trời cao cảnh báo. Một đã là hung tướng, huống chi liên tiếp xuất hiện. Đang lúc quan chiêm tinh sợ hãi vô cùng, ngay sau đó, khuya ngày 17. Dân chúng Trường An đang say giấc mộng cảm nhận được động đất. Cả thành bừng tỉnh, may thay, ngoài kinh hoàng to lớn ra, tổn thất thực tế do động đất không lớn. Rất nhiều người được người nhà đánh thức, chưa kịp chạy ra sân, vùng đất rung động dưới chân đã yên tĩnh lại. Theo báo cáo ngày hôm sau, cả thành cũng chỉ sập tầm 10 căn lều ra súc lâu năm chưa tu sửa, đè chết mười mấy con heo dê và một người chăn heo xui xẻo đang ở trong lều lúc ấy. Ngoài ra không có thương vong hay nhà sụp khác trong mỗi nhà nội thành, nhiều lắm chỉ bể vỡ vài chén dĩa chưa cất kỹ thôi. Trên dưới triều đình từ thiếu đế đến mặt quan vừa thở phào, ngay sau đó, một tin khác ập tới. Hoàng lăng đại ngụy chỗ đất phong thủy quý báo ngoài trường an mấy trăm dặm, mới là chỗ gánh chịu nặng nề trận động đất đêm qua. Một tòa tế điện chữ y quan và khí cụ thời cao tổ còn sống xảy ra chuyện. Si vẫn trên nóc điện lật ngửa ra đất, si vẫn cao hơn trường, nặng ngàn quân, phá đỉnh điện, giáng xuống, hủy đi thần đàn trong biển. Quan thủ lăng hồn bay gan vỡ, khoái mã phi nhanh trong đêm về Trường An đưa tin. Lần này thúc thận huy về, việc triều chính thường ngày ngoài vài chuyện trọng đại cần giải quyết còn hỏi thăm, còn lại toàn bộ chuyển cho thiếu đế để cậu tự giải quyết. Cùng lúc đó, trận chiến mà từ thời thánh võ hoàng đế từ lúc lên ngôi đã muốn đánh kia cuối cùng cũng lên lịch. Y mô phỏng yêu nhược cuộc chiến thông báo bá quan, cho rằng thời cơ chín mùi, định năm sau xuất binh. Mấy ngày qua, y tự thân theo dõi gắt gao việc chuẩn bị cho chiến sự, tính toán binh mã và điều phối lương thảo. Bộ binh bộ hộ làm việc sáng nến cả đêm cho đến canh ba, y cũng theo, bỏ tâm trí hết vào chuyện này, nào ngờ tự nhiên xảy ra chuyện ngoài y muốn. Lăng tẩm cao tổ bị tổn hại trong cơn động đất là tin tức bất an chấn động bực nào. Cùng ngày, y buông hết việc trong tay, dẫn người tự chạy tới Hoàng Lăng, xử lý hậu sự. Sau khi y vừa đi, chưa tới đôi ngày, lời đồn đãi liên quan chuyện thiếu đế nước hạnh không xứng môi vị, không phải thiên mệnh như mong mỏi, trời cao đã dùng tinh động địa động làm hỏng cả hoàng lang cao tổ để cảnh báo thiên hạ nhanh chóng truyền ra trong ngoài. Không ai biết ngọn nguồn dư luận từ đâu mà tới, có lẽ là thuật sĩ xem thiên tướng nào đó, có lẽ là do con người do tin tưởng trời cao tác động mà sợ hãi, cần một lỗ phát tiết cảm xúc thôi. Tóm lại, lời đồn đầy khí thế, rất nhanh sau đó, trong dân gian cũng bắt đầu xào xáo ầm ĩ, thậm chí ở nội thành Trường An còn có dân chúng cúng tiền, lập đàn khắp nơi hồng trừ tai ổn hòa. Lời đồn tất nhiên rồi cũng vào tai thúc tiền, đây là chuyện xưa nay cậu chưa từng chật vật trải qua. Cậu không tin chuyện trời cao có tác động xong lại không thể bỏ qua được những chỉ trích long trời lở đất đối với mình. Mấy ngày sau đó, lúc cậu lên chiều, có lẽ là thật, mà cũng có lẽ chỉ do cậu tự trột giả mà cậu cứ cảm giác ánh mắt của văn võ bá quan cứ nhìn mình kỳ lạ như ước gì cậu có thể lập tức thoái vị, để bình định cơn giận của trời. Cậu cảm thấy mình không cần phải làm hoàng đế nhưng nếu giờ cứ chấp nhận số mệnh thì lại không cam tâm. Vào đêm cậu bắt đầu mơ thấy ác mộng, thấy mình không vào được cửa cung, bị cung vệ và đại thần nhốt bên ngoài. Giấc mộng thật đáng sợ, cậu như bị cả thế giới ruồng bỏ, biến thành cô hồn không chỗ về. Cậu tỉnh lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ban ngày có phần không tập trung tinh thần, không có tâm trí làm việc, lại không muốn tấu chương trồng chất trên bàn không thể xử lý kịp thời, thời tam hoàng thúc còn quản lý tuyệt đối không xảy ra tình huống giống vậy. Cậu bèn đem tấu trương về tầm cung phê duyệt đến thâu đêm suốt sáng. Cứ thế sau mấy ngày liền ngã bệnh, ban đầu giấu mọi người, đến đến ngày thứ ba, phát sốt kịch liệt, canh bốn đi ngủ qua quýt, muốn canh năm lên chiều sớm, xuống giường bị té xỉu, kịp lúc được cung nữ người nhạn môn kia bắt gặp, mọi người mới biết. Thúc tiền hôn mê hai hôm, chiều hôm đó, cậu tỉnh lại trong tầm cung của mình, chậm rãi mở mắt, bắt gặp một bóng người quen thuộc ngồi trước bàn giấy. Người kia đứng quay lưng về phía cậu, đầu hơi cúi, lật tấu chương trên bàn, tay kia cầm bút, đang tập trung giúp cậu phê duyệt tấu chương. Là nhiếp chính vương tam hoàng thúc của cậu đã về. Thúc tiền yên lặng nhìn sườn mặt ung dung này, mãi mới nhẹ giọng hỏi. Tam hoàng thúc, tinh biến và động đất, có phải báo hiệu rằng, ta không xứng làm hoàng đế đại ngụy. Trời đất biến động, từ xưa không dứt, có gì đáng sợ. Thúc thận huy đáp, y đặt bút, chậm rãi xoay lại đối mặt với ánh mắt của thuốc tiền, mỉm cười. Quan trọng nhất là ứng đối thế nào? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 83. Thuốc tiền vốn không tin trời và người có chuyện cảm ứng, song có vẻ người người đều tin. Từ thời thượng cổ, các triều đại đổi thay đều có quan chuyên xem thiên tượng, dùng đủ loại lời sấm thiên tượng thần bí mà phán may rồi đo họa phúc. Đại ngụy cũng có xây ti thiên nhai chuyên để quan sát trời đất, nuôi một lượng đông đảo quan thiên văn. Hoàng đế là thiên tử, nên chuyện nhận thiên mệnh có lẽ cũng là đương nhiên. Cậu cảm nhận áp lực thiên mệnh lên đầu quá lớn, giờ thậm chí đến tam hoàng thúc có khuyên giải cũng không thể khiến cậu thoải mái hoàn toàn, song cậu không muốn thể hiện ra vẻ yếu đuối ấy. Thúc thần huy đi tới, đặt tay thăm nhiệt độ chán cậu. Thúc tiền lập tức xoay người ngồi dậy, định xuống giường. Ta thật sự không sao, ta có thể tự phê tấu trương, tam hoàng thúc có nhiều việc, không cần ở đây giúp ta. Thúc Thận Huy vỗ nhẹ vai cậu, cản lại, lệnh cung nữ hầu cậu thay y phục, cuối cùng cho gọi một viên quan vào. ấy là một người trẻ tuổi, hai mắt sáng ngời thông thái lạ thường. từ quan phục, Thúc Tiền nhận ra hắn từ Ti Thiên Nhai. viên quan thanh niên lên bái kiến, tự xưng là Lục Thiên Nguyên, là thái sử giám đang còn đợi chiếu phong danh. Thúc Tiền có chỗ không hiểu, nhìn Thúc Thận Huy, thời niên thiếu. Thục thần huy tình tôi đọc được một đoạn văn của cha viên quan họ lục khi ấy từng đảm nhiệm chức quan thiên văn của Hoàng gia, chứng minh những biến động thiên văn và khí sắc mây gió có nguồn gốc tự nhiên chứ không phải là thiên mệnh như người ta thường nghĩ. Y định tìm gặp người mới biết đã qua đời, vô cùng tiếc nuối. Nhưng sau được biết, lục thiên nguyên con nối nghiệp cha, thanh xuất vu lam, bèn với hắn về ti thiên nhai. Khác với lời giải thích các quan phụ trách đã đưa ra cho sự lạ thường của thiên tượng, hắn chỉ chuyên chú theo dõi ghi chép thiên tượng thuần túy là hiện tượng tự nhiên. Lục Thiên Nguyên giải thích cho thúc tiền, huỳnh hoặc nhất tinh, vì màu đỏ như lửa như máu, đường đi bất định, từ thời xưa bao nhiêu quan chắc ghi chép đều dừng ở ba sao tâm túc, mà ba sao tâm túc lại được giải thích tương quan đến đế vương ở nhân gian, cho nên một khi huỳnh hoặc nhất tinh xuất hiện là bị cho là dấu hiệu bất lợi cho thiên tử. Song theo hắn thấy không phải thế, dĩ nhiên trong sách sử từng có. Huỳnh hoặc thủ tâm năm thứ 36 đã ứng nghiệm theo ghi chép thời tần thủy hoàng đế, nhưng đa số đúng là chỉ trùng hợp, do người đời gán ghép. Huỳnh hoặc thủ tâm và sao trồi sáng là thường trước đó xuất hiện đều là tạo hóa tự nhiên, không đủ xem là phúc hỏa con người. Sao huỳnh hoặc thủ tâm? Huỳnh hoặc là hiện tượng dùng để chỉ sao hỏa xa xuống gần trái đất theo chu kỳ của nó trong hệ mặt trời. Thủ tâm là sự xuất hiện của tròm sao. Thiên yết. Tình huống kỳ dị này thường chỉ xảy ra một lần trong vòng 30 năm. Hiện tượng này nói chung chỉ cái chết của hoàng đế và là điềm đại ác. Năm đó Tần Thủy Hoàng chết, a à còng Google. Bệ hạ, vi thần từ năm 7 tuổi đến giờ đã nghiên cứu đọc qua toàn bộ các ghi chép tinh tượng có thể tìm được từ thời thượng cổ lưu truyền đến hiện nay, cũng luôn theo dõi tinh tượng, không ngơi nghỉ tính toán. Theo thần thấy, huỳnh hoặc thủ tâm là theo vận hành của tam tinh, đang thẳng một đường hoàng đạo trên trời thôi. Chợt hiện, tất nhiên sẽ mất, có lên, có xuống, lâu là mấy năm ngắn thì mấy ngày không liên quan đến phúc họa loài người cuối cùng cũng sẽ rời đi một số năm sau sẽ xuất hiện lần nữa như thế lặp đi lặp lại đời đời không ngừng huyền diệu của trời đất là vô cực hiểu biết của loài người chỉ nhỏ nhoi song thần cho rằng vạn vật đều có thứ tự vận hành của tinh tượng cũng không ngoại lệ thậm chí có thể tính toán đo lường được có điều trong ấy ý nghĩa thâm sâu ảo diệu biến ảo vô tận có hao sức cả đời cũng chỉ chưa bước được qua cửa nhưng mà được nhiếp chính vương cho phép, vì thần cả gan hôm nay liều chết tấu lên. Theo đo lường tính toán của thần, nhật nguyệt vận hành đến sang năm sẽ xuất hiện dị tượng nhật thực. Hiện giờ thần đang tính toán ngày đêm, cố gắng tính ra ngày giờ chính xác. Lục Thiên Nguyên bẩm xong, hành lễ với thiếu đế và nhiếp chính vương, lui ra ngoài. Thúc Thận Huy nhìn Thúc Tiền đang còn sợ sệt. Nhật thực còn có thể dự đoán, vậy thì sao trổi quét xuống, Huyền Hoặc Thủ Tâm có gì phải sợ? từ thời thượng cổ ghi chép của sử gia về thiên biến mở rộng thành tai biến, mục đích là gì? Chẳng qua chỉ là nhắc nhở quân dân, người ở trên ngôi cao cần làm việc giác mộ, tâm tưởng tôn kính, khắc kỷ tu đức, lấy lợi vạn dân thôi. Bệ hạ, ngai vua dài hay ngắn, ở đức ở năng, liên can gì đến số trời chứ? Hòn đá nặng đè trong lòng thúc tiền nhiều hôm, theo lời thúc thận huy cuối cùng biến mất. Cậu vốn là người thông minh, sao không rõ dụng ý của tam hoàng thúc? Cậu trần trừ một lúc. Tam Hoàng Thúc, vừa rồi ngài nói, quan trọng nhất chính là đáp trả ra sao. Vậy ta nên đáp trả thế nào? Thúc Thần Huy nói. Bệ hạ muốn thế nào? Thúc Tiền đối mặt với ánh nhìn nghiêm túc của y, có nghiên cứu, đầy cổ vũ, sắp xếp suy nghĩ xong, nhanh chóng nói. Hạ chiếu xương tội bản thân, cúng tế trời đất, bỏ bớt lao dịch, còn nữa. Cậu dừng đoạn. Trích vốn từ nội kho, lấy danh nghĩa của chấm ra bố cáo phàm người 60 tuổi trở lên trong thành đều được gạo một đấu, vài một thớt, từ 70 tuổi trở lên còn có thêm tiền nhất quán, để bày tỏ tấm lòng mừng thọ và chấn an của chấm đối với người lớn tuổi. Thuốc thận Huy nghe xong, như hơi có phần bất ngờ, lộ vẻ kinh ngạc nhìn cậu đánh giá, lập tức nở nụ cười, gật đầu. Rất hay, bệ hạ cân nhắc còn muốn chu đáo hơn thần, bệ hạ ra chiếu là được, ngoài ra, thần còn một tin vui muốn dâng lên bệ hạ. Thuốc tiền không hiểu, nghe y nói. Mấy hôm trước thần đến Hoàng Lăng Cao Tổ lo tu bổ tế điện, thợ thầy tìm thấy dưới thần đàn bị hư hại có một mảnh mai rùa, có cổ triện từ thiên nhiên, mới đầu chẳng ai nhận ra, gọi cao nhân uyên bác đến thì thấy tám chữ thiên địa đại nghiệp, nhật xuất chỉ qua sao. Đây là điểm may mắn cực kỳ, thần chúc mừng bệ hạ. Sao mặt trời mọc thì chiến trận qua đi. Thuốc tiền mới đầu ngẩn ra, thấy y cười nhìn mình bỗng bừng tỉnh. Thật không hề ngờ, chuyện miếu cao tổ bị hư hỏng cực kỳ bất lợi với cậu bỗng được vẹn tròn. Mặt cậu đỏ bừng, nhanh chóng đứng lên, lắp bắp. Tam hoàng thúc, đa tạ ngài. Thúc thận huy thu nụ cười, nghiêm mặt nói. Nào liên quan gì đến thần, đây là cao tổ hiền linh, điểm lành trời ban. Bây giờ bệ hạ chỉ mới bắt đầu chấp trường thiên hạ, sau sẽ còn vô số mài rũa từ trời cao. Cần luôn phấn chấn, không phụ tiên tổ. Thúc tiền hít sâu một hơi, mắt lấp lánh chấm nhớ kỹ. Hôm sau, văn võ bá quan phát hiện, thiếu đế im lặng ít nói do trời có dị tượng mấy hôm rồi đột nhiên tinh thần sán lạn, làm việc không ngơi nghỉ. Đầu tiên ngài hạ một bức chiếu tự nhận tội, rằng từ lúc mình đang cơ đến giờ giã làm đủ chuyện thất đức, dẫn tới xảy ra thiên tượng và động đất gây khủng hoảng cực lớn, do đó chuẩn bị lễ tế tự thiên địa nghiêm trang mà đầy đủ, nam giao tế thiên, bắc giao tự địa. Sau đó, ngài ban ra ý chỉ giảm bỏ lao dịch dân gian, lại dán bố cao khắp Trường An, ở gác chuông Hoàng cung cảnh cổng Nam An, sẽ phát quà cho người 60 tuổi trở lên, do tướng quân cấm quân lưu hướng tự sắp xếp, duy trì trật tự, liên tiếp 3 ngày. Người toàn thành chạy báo cho nhau biết, ngay sau đó trong cùng ngày, ở quảng trường ngoài cổng Nam An người người nhốn nháo, vô số dân chúng Trường An vịn đỡ người già trong nhà hớn hở chạy đến lĩnh quà mừng. Thiếu đế còn tự thân ra mặt, xuất hiện trên cổng thành, nhận bái lại cảm tạ của đám đông dân chúng. Không chỉ thế, tin tức sửa sang miếu cao tổ gặp điềm lành cũng lan rộng toàn thành. Thiên địa đại nghiệp, nhật xuất chỉ qua. Hợp lại, không phải là chữ tiền, tên tục của đương kim thiếu đế sao. Thì ra ngôi miếu thờ bị hư hại do động đất, ở sâu xa còn có thâm ý khác. Chiên tiền, câu trên, tiên đờ ra y e, di chu chư cưa. Đến giờ phút này, chẳng ai còn nhắc lại những lời đồn đãi bất lợi cho thiếu đế nữa. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày tình thế đã đảo ngược, chẳng những dư luận dân gian thay đổi hoàn toàn, mà trên triều đình, quần thần không biết nghĩ thế nào trong lòng chứ ngoài mặt đều y thế mà làm, nhao nhao dâng lên chúc biểu. Cuối năm thiên hòa thứ hai, trong bầu không khí tươi vui, kế hoạch lợi dụng thiên tượng và động đất của sách động ra tin đồn của Lan Vinh cũng bị dở dang. Sau khi thiếu đế xuất cung trở về, không chỉ hiền vương mà Lan Vinh cũng nhạy bén cảm thấy, người cháu hoàng đế của ông đối với nhận thức về hoàng vị đã có thay đổi cơ bản điều này khiến ông ta cực kỳ vui mừng thứ ông ta sợ nhất là từ đầu đến cuối đứa cháu tỉnh tỉnh mê mê không xem hoàng vị là chuyện gì to tát trước đây ông mãi vẫn bất động là không muốn biến lợn lành thành lợn que ông vẫn luôn chờ đợi chờ đứa cháu hiểu rõ giá trị của hoàng vị chỉ khi đứa cháu có ham muốn quyền lực ông mới có chỗ trống phát huy giờ cuối cùng đã đợi được ngày này tình thế đã đến lúc không cho phép ông ta núp bóng không làm gì nữa mấy năm gần đây ông ta dần đã gây dựng thế lực bên cạnh, không thiếu đại thần xuất thân thế gia vọng tộc mà đến cả thúc thần huy cũng không thể tùy ý nắm giữ. Bọn họ giống ông, tin tưởng vững chắc rằng vị nhiếp chính vương quyền thế ngập trời này cuối cùng thể nào sẽ bất hòa với thiếu đế. Cũng vì địa vị hiền hách và phú quý trong tương lai mà họ lựa chọn đứng về phe ông. Ông thử nghiệm một thủ đoạn nhỏ, lợi dụng chuyện con trai con rể của từ phạm để thăm dò cháu trai. Chuyện xôn xao như nhi tế từ phạm cũng không phải là hiếm, nhất là từ sau khi hoàng đế xuất cung, bất mãn và khinh thường của quan viên bình thường bên ngoài đã đến tình trạng chưa từng có. Chuyện như vậy chỉ cần dụng chút tâm, muốn bắt chui cũng không phải là việc khó. Kết quả dù chưa thể hoàn toàn như ý nhưng Lan Vinh chẳng mấy sốt ruột. Bằng đóng ba thước, không phải chỉ lạnh một ngày, niềm tin của tên cháu trai với thúc thận huy xưa nay, ông không mong một lần là xong. Nhưng, chỉ cần kiên trì bền bỉ, hết lần này đến lần khác, đứng trước ngôi vua, bất kỳ luân lý con người hay tình cảm gì, đều chịu không được khảo nghiệm. Ông ta càng không tin, nhiếp chính vương thúc thần huy sẽ đúng như bề ngoài của hắn ta, thanh tâm quả dục cam làm bề tôi. Xem như là hắn quả thật là thế khi còn là an nhạc vương, nhưng quyền lực như cổ độc, chỉ cần cầm qua tay, hưởng qua khoái cảm nắm trong tay quyền sinh sát đứng trên vạn người, hễ là con người thì không dễ buông tay. Cho nên ngay cùng ngày có dị tưởng, xuất hiện động đất, lòng người bàng hoàng, Ông ta quả quyết ra chiêu lần nữa, lợi dụng thời cơ trùng hợp trời ban, âm thầm thả ra lời đồn chĩa mũi vào thiếu đế. Ông ta hy vọng cháu trai dưới cơn khủng hoảng sẽ nghi kỵ vị đại quyền thần đương kia, sau đó mình sẽ ra sân, lợi dụng thiên tướng để đứa cháu hiểu ra rằng, bây giờ không chỉ triều đình, mà trên phố, dân chúng cũng chỉ biết có nhiếp chính vương mà không biết hoàng đế. Nếu không có động thái đối phó, e là thực sự sẽ có tai ương ứng nghiệm huỳnh hoặc thủ tâm, thiên tử nhẹ thì mất vị, nặng thì mất mạng ngoài ra ông còn kế hoạch truyền ra lời sấm ám chỉ nhiếp chính vương mới là chân mệnh thiên tử chuẩn bị song kịch ông ta không tin thiếu đế sẽ hoàn toàn thờ ơ ờ, nhưng ông không ngờ còn chưa kịp tiến hành bước tiếp theo thiếu đế đã được cao nhân chỉ điểm chỉ tích tắc đã chuyển rời cục diện không chỉ thế còn chế tạo ra chuyện gọi là cao tổ hiền linh kia quả là biến một việc xấu cực kỳ bất lợi với tổ ta thành việc vui cao nhân phía sau là ai lan vinh đương nhiên biết rõ cơn sóng gió to lớn trong triều đình suýt bị khuấy động cứ thế nhẹ nhàng qua đi, khởi động lại chuyện triều đình dụng binh vốn đang tạm ngừng. Xưa nay Lan Vinh luôn e ngại trận dụng binh này. Đến giờ, ông ta đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ông biết, mình buộc phải đứng ra. Mùa đông năm thiên hòa thứ hai, 23 tháng chạp, dân chúng từng nhà vội quét dọn cùng ông táo, hậu cung cũng chuẩn bị đón nguyên đán, Lan Thái Hậu hầm hực bị bệnh, nhớ người nhà, Lan Vinh là huynh trưởng đưa vợ theo vào cung thăm viếng. Thiên tử lấy nhân lấy hiếu trị thiên hạ, cơ thể thái hậu không tốt, đương nhiên thiếu đế cũng sớm tối thăm viếng, gặp Lan Vinh, nói vài câu xong, Lan Vinh đưa thiếu đế cùng theo đến ngự thư phòng. Thúc Tiền cảm thấy người mẹ vô chi phiền chán, song đối với ông cậu này, cảm giác không giống. Lan Vinh chưa từng làm việc sai lầm, lúc nào cũng khiêm nhường. Hai năm cuối cùng khi Minh đế còn tại thế, vì cất nhắc thúc Tiền Lâm thời lên ngôi thái tử, từng đề bạt cha Lan Vinh đảm nhiệm tư đồ sau khi cha ông ta qua đời mấy năm qua ông chưa hề chủ động mở miệng yêu cầu bất kỳ tước quan hay tứ phong gì với thiếu đế tiếng tăm trong bá quan vô cùng tốt chỉ duy nhất lần lập hậu lần trước thuốc tiền căm phẫn bất mãn giận lây sang ông ta thuốc tiền không tin ông ta không hề có chút ý nghĩ mong muốn con gái làm hậu thân càng thêm thân nhưng ông ta biết tiến lùi một khi rõ ràng mình không có ý sẽ lập tức bỏ ý định chẳng ai hoàn mỹ chỉ cần đại thể không ngại Thúc Tiền cũng không muốn truy đến cùng. Tam Hoàng Thúc đã bắt đầu trả chiều chính về cho cậu, Thúc Tiền cũng có lo nghĩ của mình. Cậu cố ý nâng đỡ Lan Vinh, lo việc ủy nhiệm ông ta điều hành chuyện hành quân, phối hợp trần hành của tỉnh Châu, cung cấp quân tư hậu cần cho 30 vạn binh mã nhạn môn. Như thế, chờ chiến sự thắng lợi, luận công, ông ấy có thể lấy theo quân công lên một cấp bậc, tương lai tiếp trường chức của cha Phong làm tư không, chính thức vào hàng ngũ tam công, chắc hẳn đến chừng đó, sẽ không còn ai không phục, Tam Hoàng Thúc cũng sẽ đồng ý. Thúc tiền cho các bên lui xuống, nói. Chấm muốn gặp cứu phụ là có chuyện muốn nói. Cậu tỏ rõ ý mình. Với năng lực của cứu phụ, hẳn có thể đảm nhiệm lần điều quân này. Nếu cửu phụ cũng có ý, chấm sẽ đi nói chuyện với nhiếp chính vương, ít ngày nữa sẽ có thể ban ủy nhiệm. Thúc tiền cứ nghĩ ông sẽ tạ ơn, đón nhận tấm lòng mình cho cơ hội, nhưng không ngờ Lan Vinh lại quỳ xuống từ chối thần cảm ơn vạn phần, nhưng điều quân lần này, thần không dám nhận, cũng không muốn nhận. Thúc tiền không khỏi bất ngờ, hỏi vì sao? Lan Vinh nói. Thần liều chết trình lên khuyên ngăn, thần cho là, một trận này, không thể đánh. Thúc tiền nhíu mày lại. Ý cứu phụ là gì? Chả lẽ không tin khả năng đại tướng quân Khương tổ vọng? Tha thứ thần cả gan, theo thần thấy, trận chiến này là quốc chiến, khác với trận chiến tám bộ lần trước, nước địch tự xưng thiết kỷ trăm vạn, dù là con số ảo thì sức chiến thực tế cũng cực kỳ khủng bố một khi toàn bộ cùng dồn một chỗ thắng bại thực sự khó liệu trận chiến này nói liên quan đến quốc vận cũng không quá như thế tùy tiện khai chiến thần lo ngộ nhỡ không thắng đại nguy ta chẳng những không thể đón nhận lại môn hộ phương bắc mà còn tổn thương nguyên khí thật lớn từ đây lâm vào bị động bị quản chế khắp nơi đến trường đó không những quốc uy mất sạch mà hơn nữa bắc cảnh hôm nay e cũng khó đảm bảo yên bình góc nhìn này thuốc tiền cũng không phải chưa từng nghe qua kiêm kỵ thiết kỵ bắc địch như đã ăn sâu vào lòng người chỉ cần liên quan đến đánh trận bất cứ lúc nào trong triều đình cuối cùng sẽ có tiếng phản đối luôn có kẻ cân nhắc lo lắng kiểu này có điều lần này nhiếp chính vương ra tay chỉ đạo những tiếng phản đối chưa thành hình đã bị ép xuống thế thôi thuốc tiền không vui cứu phụ quá lo rồi tam hoàng thúc đã xem xét thời thế chuẩn bị nhiều năm huống chi nhạn môn còn có khương ra nắm giữ nài ấy sẽ không đánh khi không nắm chắc mấy đại thần các người ở hậu phương nghe theo điều hành làm tốt phận sự riêng mình là được cậu phùi tay thôi nếu cứu phụ không có ý nhầm chức chấm không miễn cưỡng ông đi đi lan vinh không những không đi ngược lại quỳ gối tiến một bước thần khiến bệ hạ không vui là tội của thần thần xin thu hồi lời mới rồi nhưng mà dù cho trận chiến này đúng như nhiếp chính vương mong muốn đạt được mục đích thu hồi ưu yến, thần cả gan hỏi bệ hạ, đến chừng đó, ai chính là người được lợi nhất? Thuốc tiền khẽ giật mình, nhìn cậu mình chằm chằm, nhíu mày. Cứu phụ nói vậy là ý gì? Lan Vinh dập đầu. Bệ hạ, trận đài chiến này, đại ngụy ta đầu tiên hô gom 30 vạn binh mã, bộ hộ tính toán hao tổn trong kho, đập vào mắt người thật đáng kinh sợ. Đây là lương thảo và ngân khố từ thời đại Triều Tiên đế bắt đầu tích lũy, bỏ ra một trận lớn như vậy, có thể nói là lực của cả nước, thắng, công lao lớn nhất, lại không ở bệ hạ, mà ở nhiếp chính vương. Không đợi thúc tiền mở miệng, Lan Vinh nói tiếp. Không cần nhắc thêm, cái chuôi lớn của một nước, không gì qua được binh. Khương gia là gì của nhiếp chính vương, không cần thần nói thêm. Hắn lợi dụng tư lợi của việc nhiếp chính, bao năm qua thu hết lòng người, trên có miếu đường, xuống có dân gian, lấy danh nghĩa thông gia công khai nắm giữ quân đại ngụy vào trong tay. Đợi lần này hắn lấy được u yến, công lao so sánh với cao tổ võ đế, bệ hạ. Đến chừng đó, xem như rằng hắn thật sự muốn gì được nấy, thiên hạ còn chỗ nào cho bệ hạ đặt chân. Làm càn. Thúc tiền giận tím mặt. Uổng cho chấm một mực kính trọng ông, xem ông làm thân trưởng, ông lại dám hám hại nhiếp chính vương như thế, ngang nhiên châm ngòi. Ông nói thêm một câu nữa, chấm giết ông. Lan Vinh không lùi mảy may. Bệ hạ dù lúc này thật sự giết thần, lời nên nói, thần cũng nhất định phải nói. Trước mặt Bệ hạ, thần không thể có chỗ giấu giếm. Thần đúng là có lòng bất mãn với Nhiếp Chính Vương, trước đây vì éo buộc dưới dâm uy, vẫn luôn ẩn nhẫn. Nhưng sở dĩ là vì một tấm lòng trung thành của thần, tất cả đều đặt vào Bệ hạ. Thần khẩn cầu Bệ hạ cẩn thận suy nghĩ, những lời thần vừa nói, có đạo lý hay là không. Thúc Tiền trợn mắt nhìn Lan Vinh Quỳ trước mặt, chậm rãi siết nắm đấm, một lát sau, nhịn lo lắng trong lòng, giọng căm hận nói: "Lan Vinh chấm cảnh cáo ngươi một lần, nếu ngươi còn sàm ngôn, chấm tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngươi cho chấm là con nít ba tuổi trăng, nhiếp chính vương đối đãi chấm như thế nào, không ai rõ hơn chấm. Nếu ngươi nghĩ chỉ với mấy câu nói đó của ngươi, có thể làm chấm tin ngươi, không khỏi si tâm vọng tưởng. Nếu nhiếp chính vương thật sự muốn thay thế chấm, cần gì phải phí công chắc trở thế. Bè hạ, mắt lan vinh lóe tia hung ác. Bệ hạ tâm địa thuần lương, làm sao biết lòng người khó dò xem như trước đây hắn ta thật sự không có lòng ôm ngôi hoàng đế nhưng giờ đây nhiếp chính nhiều năm một khi nắm đại quyền vào tay có ai vô tri vô giác nói buông là buông hắn lại là kẻ luôn trọng thanh danh nếu thời cơ chưa chín mùi danh bất chính ngôn bất thuận đương nhiên hắn sẽ không vọng động mà bây giờ cuộc chiến bắc phạt chính là thời cơ tuyệt hảo của hắn chờ hắn xây dựng xong công lao để đời lại có chốt dựa là nhà họ khương đến chừng đó cơ bản không cần bản thân hắn làm gì người ủng hộ hắn đều sẽ xem bệ hạ là cái gai trong mắt. Dư luận không phải đau, song đủ để giết người, trên có triều đình, dưới có dân gian, đáng sợ bao nhiêu hẳn bệ hạ cũng gió, nếu bệ hạ không thối vị nhượng chức, không cần hắn ra tay thì kẻ khác cũng sẽ kéo bệ hạ xuống xé xác, dọn đường cho hắn lên ngôi. Cầm ngay, ngươi cầm miệng cho ta. Thuốc tiền tái xanh mặt, nghiêm nghị hét lớn. Bệ hạ, mọi việc phải để đường lui cho mình, không thể đặt toàn bộ lên người kẻ khác thiên gia tàn khốc, dù có là cha con anh em, từ xưa đến nay, vì đại vị giết đến ngươi chết ta sống, lẽ nào bệ hạ không biết? Sao hắn có thể đứng ngoài? Bệ hạ, chủ ấu thần mạnh, chiều hội Tết Nguyên đán kia, bệ hạ tưởng mấy phiên bang là vì bệ hạ mà đến sao? Bọn chúng đều là vì nhiếp chính vương, chịu khuất phục, cũng là uy của nhiếp chính vương. Không cần nhắc đến thiên tượng gì thường lần này, trên có triều đình, dưới có dân gian, chĩa mũi rủi chịu tội sang bệ hạ, có kẻ nào không phải hy vọng đưa hắn lên ngôi vị. Hắn làm tất cả vì bệ hạ, chẳng qua là giành lấy tín nhiệm của bệ hạ, dễ buông tay cho hắn bắt phạt lập công thôi. Thúc tiền giận run cả người. Môn hộ phương Bắc, nếu nhất định phải thu về, cũng không phải hiện giờ, càng không thể qua tay của hắn. Bây giờ thu phục, thiên hạ và triều thần cũng chỉ chất công lao lên đầu hắn, bệ hạ tính thế nào. Chiến thắng tám bộ, hoàng vị trong bắc địch có biến, ngay lúc này bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Bệ hạ ngại gì mà không tích lũy lực lượng, chờ khi nắm quyền hoàn toàn, chừng đó xuất kích cũng là không muộn. Thuốc tiền bỗng chạy vội tới thanh kiếm treo trước bàn, xoẹt, một tay rút bảo kiếm, chạy lại, giơ kiếm chỉ vào Lan Vinh còn đang nói, giết lên. Ngươi thử nói thêm câu nữa xem. Lan Vinh ngang nhiên ưỡn ngực. Lời thật thì mít lòng, huống chi chỗ mà thần đối chọi là loại người khôn ngoan che giấu bệ hạ cực sâu kia. Nếu bệ hạ thực sự hận thần, giết thần là được, Thần là cậu ruột của bệ hạ, cam tâm lấy máu bảo vệ chủ, chết không oán trách. Bệ hạ, có biết đám phụ hòa trong triều đình so sánh hắn làm sao không, hiền như y doãn. Thuốc tiền đỏ bừng hai mắt, cắn răng, một kiếm đâm vào ngực Lan Vinh. Một cột máu dọc theo miệng kiếm, lập tức tốc tốc chảy xuống. Mặt Lan Vinh lộ vẻ đau đớn, chậm rãi khom người, trong miệng vẫn khó khăn nói. Y doãn nhiếp chính, tần tâm phụ tá, được xanh đại hiền thiên hạ ủng hộ, hắn ta lợi dụng lý do ấu chủ đại giáp vô đạo, nhốt đại giáp trong đồng cung. Mấy năm sau, hắn mới đón đại giáp quay về triều chính. Ông ta ha ha cười lạnh. Có điều cũng chỉ là thái bình giả tạo mà hậu thế tự cho mình là sử ra vương triều thôi. Chân sử Trúc Thư có nói, sự thật là, y doán tự lập ngôi vị, nhốt đại giáp 7 năm, đại giáp trốn ra đồng cung, giết y doán, lấy về ngôi vị. Lan Vinh không chống chọi nổi, nhào xuống quỳ gối dưới chân thúc tiền. Một trận gió lạnh không biết từ ngõ mách nào tràn vào ngự thư phòng. Thúc tiền sách trường kiếm nhỏ máu tong tong ngược trong tay, đứng đó thật lâu. Cút ra ngoài cho chẫm. Ánh mắt cậu lạnh như băng, chăm chăm nhìn Lan Vinh phủ phục trong vũng máu dưới chân, từng chữ từng chữ nói. mươi 84 Khương Hàm Nguyên từ Vân Lạc về, thu lại mọi cảm xúc. Y bảo nàng chờ đó, triều đình sẽ nhanh chóng hạ lệnh phát binh. Từ 13 tuổi gặp y, từ câu đầu tiên y nói với cô Binh của đại doanh Tây Hình Cho đến giờ, mỗi một câu y nói với cô, bất kể làm cô vui hay là cho cô buồn bực, cô đều ghi tạc trong lòng không quên. Dòng giã một tháng 12 mùa đông, cô một lòng chuẩn bị chiến đấu, tới lui giữa thanh mục doanh và đại doanh Tây Hình. Kế hoạch tác chiến của trong quân đại trướng cũng đã xây dựng xong xuôi. Sau khi khai chiến, đại quân chạy ra nhạn môn, chia ba ngả cánh trai khống chế đại quận và cao liễu nhiệm vụ chủ yếu là cắt đứt viện quân nước địch ở hướng châu hằng châu sóc tuyến quân phổ thông xuất phát từ quận linh đồi bằng tốc độ nhanh nhất đánh chiếm quảng ninh đại ninh hai quận quân sự trọng điểm ở châu yến tiếp theo thẳng u yến tiến vào trung tâm quận yến cánh phải thì từ hướng quân 8 bộ an long tắc đánh về phía u châu tiếp ứng tuyến giữa hai quân gặp nhau ở quận yến trong kế hoạch tác chiến lần này tướng lĩnh của đội quân tuyến giữa gánh vác nhiệm vụ chủ công gian khổ nhất Khương Hàm Nguyên dưới trướng Thanh Mộc Doanh là một nhánh của quân tuyến giữa. Không chỉ thế, cô cũng được bổ nhiệm làm phó thống lĩnh hành quân của đội quân tuyến giữa, hiệp lực với tướng quân Hoài Hóa nổi danh trải qua trăm trận, đánh thẳng quận Yến. Đại quân đã tập hợp xong, 30 vạn tướng sĩ, gối giáo chờ sáng. Lương thảo quân nhu các loại cũng đã ngày đêm càng không ngừng đưa đến nhạn môn. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, bây giờ chỉ đợi xuân năm sau tới, triều đình chính thức hạ ý chỉ khai chiến. Ngày cuối cùng của năm nay, Khương Hàm Nguyên sốc gió tuyết, từ thanh mục doanh chạy về tới đại doanh Tây Hình. Mấy ngày nay tuyết rơi vùng biên cương, thời tiết lạnh giá. Khương Hàm Nguyên có chút nhớ cha mình Khương tổ vọng. Ông ấy ôm cảm giác có tội với mẹ thật sâu nặng, chưa bao giờ tha thứ cho chính mình. Mỗi một ngày ông còn sống, đều chỉ còn có cô độc và tưởng niệm. Khương Hàm Nguyên thật ra từ lâu đã hiểu điểm này nhưng trước đây cô tuyệt đối sẽ không vì thế mà thổ lộ nửa phần tốt đẹp ra mặt. Mà bây giờ chẳng biết vì sao, có lẽ là vì trải qua việc cậu cô đột nhiên ra đi, khiến Khương Hàm Nguyên cảm thấy lòng mình yếu mềm hơn xưa rất nhiều. Cậu đã ra đi, lệnh phụ có phần sầu não. Khương Hàm Nguyên nhớ đến bệnh tình ông, hôm nay lại là 30 Tết, binh sĩ thêm thức ăn, quân doanh không việc gì, nghĩ đến ông một thân một mình cô đơn trong trướng, cô lại thấy không đành lòng. Cô rong rồi khoái mã, đội gió tuyết đất trời cuối cùng đến đại doanh đương trời tối đến rồi mới biết là mình quá lo trong chướng cha đêm nay có một vị khách đường xa đến thăm lửa than đỏ rực trong lò nhỏ rượu ấm ủ sẵn trong bầu tiếng nói cười thỉnh thoảng từ trong chướng vọng ra lọt vào trong tai thích sứ tịnh châu trần hành tự mình dẫn một nhóm quân riêng đi nhạn môn chạng vạng tối đến nơi được cha nàng mời vào đại chướng, hâm rượu uống rượu trong trí nhớ Hình như đây là lần đầu trong đời Khương hàm Nguyên nghe cha cười thoải mái đến thế. Cô lặng lặng đứng trên mặt tuyết ngoài đại trướng tối thui một lúc lâu, tâm tình từ từ thả lỏng hơn. Vốn không muốn quấy nhiễu, lặng lẽ rời đi, nhưng nhớ tới thúc thận huy đã từng đề cập người này trước mặt mình với giọng điệu có phần kính trọng. Không chỉ thế, người này còn là tổng đốc hậu cần cuộc chiến, huống chi mình lại là hậu bối, đến mà không gặp, không khỏi thất lễ, bèn gọi thân binh canh giữ ngoài đại trướng thông báo rồi đi vào cha đang ngồi cùng một người trạc tuổi ông đối diện lò sưởi Hẳn là thích sứ Trần Hành. Khương Hàm Nguyên nhìn thấy trên gương mặt người nọ hẳn đầy nếp nhăn của gian nan vất vả, nhưng không thấy u uất mà ánh mắt trầm tính, như ngậm kiếm, đâu đấy còn có mùi vị thiết huyết. Nghe nói trước đây ông từng dẫn binh, bây giờ ở tỉnh Châu, cũng đang nắm một đội quân địa phương. Hai người đang nâng cốc nói chuyện, quay lại. Khương Tổ vọng không ngờ đêm nay con gái mình sẽ đến, rất vui vẻ, bèn gọi cô tới sưởi ấm luôn giới thiệu trời đông giá rét thích sứ đích thân đến đây ngay dịp giao thừa vi phụ mời khách uống rượu đáng tiếc chỗ này chật hẹp cũng khó đi đâu may mà thích sứ độ lượng rộng rãi trò chuyện vui vẻ vừa mới nhắc lên con xong không phải hồi giữa năm con theo nhiếp chính vương đi tiền đường sao vừa khéo thích sứ trước kia có dẫn binh từng đến đấy bèn nhiều lời đôi câu thì con đến mau đến chào hỏi đi Khương Hàm Nguyên làm lễ chào hỏi. Trần Hành thấy cô đến đột ngột, lộ vẻ cực kỳ kinh hỉ, luôn mồm xương không dám, đứng dậy trả lễ, chăm chú nhìn cô. Vương Phi đừng làm vậy tổn hại Trần Mỗ. Chiến danh của Vương Phi Mỗ nghe từ lâu, ban nãy còn tiếc nuối không gặp được, nào ngờ Vương Phi lại đến. Đại tướng quân có vợ con như thế, cuộc đời làm cha còn gì để tiếc nuối. Khương Tổ vọng nhìn nữ nhi cười to, luôn miệng bảo khách khí, nhưng xem biểu hiện lại có phần tự đắc đêm nay cha có người làm khách, thoải mái vậy còn gì bằng, đương nhiên Khương Hàm Nguyên không quấy dày lâu, cười nói. Hôm nay tiền tuyến bình an, cháu không chuyện gì làm mới về thăm, may mắn được gặp thích xứ. Thích xứ không cần đa lễ, mau mời ngồi, cháu không quấy dày. Cô cao từ, quay lại chỗ ở ở đại doanh Tây Hình. Thần binh chuyển tới lò sưởi nước nóng các thứ nghỉ đêm, cô phủi tuyết trên áo dày, rửa giấy, lên giường nghỉ ngơi. Màn cửa khép chặt, nhốt gió tuyết khóc kêu khóc không dứt lại bên ngoài. Chẳng mấy chốc, trong lều đã ấm áp. Chiến sự chưa tới, đêm giao thừa này, trong ngoài liên doanh, bầu không khí yên bình vui vẻ bao phủ. Hẳn là một đêm ngon giấc, xong nghe tiếng gió tuyết ngoài lều, cô lại không ngủ yên. Y quả thật không nhớ. Nhưng mà, hẳn phải thế, lúc ấy, cô mới 13, còn chưa hồi phục từ sau một mùa hè phơi nắng, người vừa đen vừa gầy, nào có chút dáng vẻ con gái gì sao y có thể liên tưởng đến cô chứ? hoặc là căn bản là y đã hoàn toàn quên đi sự kiện kia với cô là một lần gặp gỡ nhớ đến tận bây giờ nhưng với y lại như một đám bọt sóng nhỏ nhiều màu nhiều sắc trong dòng sông sinh mệnh thoáng qua liền biến mất chưa từng để lại chút vết tích khương hàm nguyên nhắm mắt lăn qua lăn lại trên giường cuối cùng không tìm được bò dậy thắp đèn lôi chiếc hòm dưới gầm giường ra mở khóa trong giường chứa chuỗi đeo hoa cô cầm tới đây là tâm ý của mẹ y. Hôm đó dẫu mâu thuẫn với y thế nào, y ăn nói khó nghe bực nào, cô cũng không thể tùy ý bỏ đi. Trong chiếc dương này, góc dưới cùng nhất, còn đặt một thứ. Khác với chuỗi hoa đeo, rất nhiều năm, từ sau năm cô 16 đã không còn được lấy ra nữa. Nó vẫn lặng lặng nằm ở đáy hòm, bị cô lãng quên. Cô trần trừ một lúc, rốt cuộc, chậm rãi lật lớp đồ che phủ, lấy miếng ngọc bội ra. Nhiều năm trôi qua, nó vẫn dịu dịu như xưa, y như chủ nhân của nó. Nó lặng lặng nằm trong lòng bàn tay cô, mới đầu hơi lạnh, rất nhanh, cùng nàng dung thành một thể, trở nên ấm áp. Khương Hàm Nguyên khẽ đưa đầu ngón tay nhẹ vuốt ve, cô như biến lại thành thiếu nữ ngày đó. Cô tắt đèn, mang nó trèo lên giường, trong tay cầm món đồ thiếu niên kia tặng, trong lòng tràn đầy tình cảm ấm áp, cuối cùng khép mắt, trong tiếng gió tuyết thét gào ngoài trướng, ngủ thiếp đi. Trưởng An Cùng lúc đó, trong Hoàng Cung, một trận cung yến tương bừng vừa mới kết thúc. Bắt đầu từ đầu tháng chạp, đến đêm 30 này, ngoại trừ nhiếp chính vương đích thân coi ngó bộ binh bộ hộ, thì quan viên hồng lưu tự là đám bận rộn nhất. Ngày mai là đại triều hội nguyên đán thiên hòa năm thứ ba. Mười sứ đoàn phiên bang đều đã đến. Tối nay ngày 30 Tết, thiếu đế với nhiếp chính vương thiết yến chiêu đãi sứ đoàn trong cung. Theo thường lệ, đại thần hầu yến, đêm đó, ngoại trừ Lan Vinh nhiễm bệnh chưa tới, còn lại quan tứ phẩm trở lên toàn bộ trình diện. Rượu ngon món ngọt như nước không dứt cung nữ nghe thường nhảy điệu múa hoa lệ mà phiên bang chưa từng thấy, người người hoa mắt mê mẩn, như si như say, bầu không khí yến hội cực kỳ náo nhiệt. Nhiếp chính vương không nói nhiều, nhưng mấy lần cần y mở miệng, cả không gian yên tĩnh nghiêm túc, mấy vương tử và sứ giả phiên bang tới cũng là tất cung tất kính, khó nén vẻ hâm mộ. Yến tiệc để vui vẻ, nhưng cân nhắc ngày 30 Tết, bá quan cần về nhà đón giao thừa, cùng Yến đến giờ tuất bốn khắc đã kết thúc. Nhiếp chính vương đưa thiếu đế ra ngoài. Thúc tiền mời y về nghỉ sớm với thái độ kính cẩn. Thúc thần huy nói. Thần tìm bệ hạ có chuyện muốn nói. Mời bệ hạ di giá Tây Các. Nơi đó là phó điện tuyên chính. Bình thường chiều hội xong, thiếu đế và nhiếp chính vương sẽ ở đó tiếp tục triệu kiến đại thần, xử lý các chuyện quan trọng chính thức. Thúc tiền ừ đáp, Cúi đầu đi tây các, như thường ngày, cậu vào ngồi vào chính vị của mình, thúc thận huy ở dưới tay. Tam hoàng thúc, này còn chuyện gì thế? Thúc Tiền hỏi xong, gặp y dán mắt lên mình như dò xét, lần đầu trong cuộc đời cậu, tựa như sinh ra một cảm giác hư hào lơ lửng giữa không chung, không dám nhìn lại. Cậu cụp mắt, hơi cúi đầu, không nhúc nhích. Mấy hôm nay bệ hạ có tâm sự à? Thúc thận huy hỏi. Thúc Tiền lập tức lắc đầu. Không, ta rất khỏe. Tam Hoàng thúc yên tâm. Cậu dương mắt, đối diện tiên ân cần quen thuộc kia, lại vội giải thích. Cũng có thể là là gần đây quá nhiều việc nên hơi mệt, khiến Tam Hoàng thúc hiểu lầm. Thúc Thận huy gật đầu. Bệ hạ không sao thì tốt rồi. Y quay lại, nhìn tay các quen thuộc này, cuối cùng thu mắt về khuôn mặt thúc tiền, nói. Bệ hạ, qua đêm nay, ngày mai là thiên hòa năm thứ ba. Ngày đó được tiên đế tín nhiệm, phút lâm trung đích thân cởi đai lưng, phó thác bệ hạ cho thần lời tiên đế tha thiết dặn dò, đến nay vẫn như bên tai. Thần vô năng, thẹn ở ngôi vị nhiếp chính, thấm thoát cũng đã vài năm, chuyện cũ như là hôm qua. Y nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thúc tiền kinh ngạc nhìn Y. Đêm nay thần mời bệ hạ đến đây, là muốn trình lên bệ hạ, thần giá từ ngôi vị nhiếp chính. Bắt đầu từ ngày mai Tết Nguyên đán, trả việc chiều chính lại cho bệ hạ. chương 85 Thuốc tiền ngây ra một lát, đột nhiên như mới tỉnh mộng, vào tới trước mặt y, túm tay áo y, lắc đầu. Không được, tam hoàng thúc không thể cứ thế bỏ mặc ta, một mình ta không làm được. Thúc thần huy nhìn cậu, khuôn mặt đang nghiêm túc dịu lại. Y đứng dậy, đưa thúc tiền về chỗ ngồi. Bệ hạ nghe thần nói hết, thần đi tới quyết định này tuyệt đối không phải lời tùy ý vô tâm. Điều lo lắng nhất của thần từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay, không phải là bệ hạ không thể trị nước, mà là bệ hạ chưa rõ tầm quan trọng ngôi vị quân vương. May hay, nhờ phúc ấm của Tổ Tông và Bệ Hạ Anh Minh, thần thấy Bệ Hạ từng bước trưởng thành, thoát thai hoán cốt. Nguyên đán ngày mai, Bệ Hạ đã 15 tuổi, thần tin Bệ Hạ có thể tự mình chấp chính. Dĩ nhiên, xin Bệ Hạ yên tâm, thần chỉ rời trước nhiếp chính, ở phía sau thần vẫn lên chiều. Dùng thân phận thần tử cùng đám hiền vương phương thanh tiếp tục ra sức vì bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ một ngày không đuổi đi, thần ngày đó sẽ không rời triều đình, mãi đến khi bệ hạ tất thầy thuận buồm xuôi gió, không cần đến thần mới thôi. Vậy, bệ hạ nghĩ sao? Thúc thần huy cuối cùng nhìn thúc tiền, hỏi. Thúc tiền yên lặng nhìn y một lát, lầm bầm. Vậy sau này, tam hoàng thúc là muốn ở cùng một chỗ với tam hoàng thẩm sao? Thúc thần huy khẽ gật, khẽ nở nụ cười. Đúng vậy, đợi thu về u yến, công phá đại hương nam đô của bắc địch, rời biên giới đại ngụy ra phương bắc. Nếu được bệ hạ tín nhiệm, sau này thần nguyện làm quan lại biên tái, sống ở U Yến, cùng nàng ấy tiếp tục bảo vệ biên cương ta, hiệu lệnh vì bệ hạ. Mắt thuốc tiền đã đỏ, nghe xong, chảy nước mắt. Tam Hoàng Thúc, ta biết Tam Hoàng thẩm không thích Trường An, các người không thể tách ra mãi, nhưng giờ ta vẫn còn muốn ngài làm nhiếp chính vương. Ngài làm tiếp không được sao, bệ hạ, năm đó sở dĩ thần nhiếp chính là có chỗ bất đắc dĩ. Chim không hai đầu, nước không hai chủ, chỉ cần bệ hạ có thể tự gánh vác chính vụ, nhiếp chính vương không nên tồn tại, nó liên quan hệ đến quyền uy của bệ hạ. Lần trước tinh biến thành động, dẫn đến rất nhiều sự cố, dù gọi là nguy cơ không hẳn, bệ hạ cũng có cách ứng đối, thần chắp tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là thần, e là cũng không thể làm tốt hơn. Cho đến hôm nay, liên quan tới đạo nhân quân, thần tự thấy, đã hết thứ có thể dạy bệ hạ. Y thu ý cười, lùi mấy bước, quỳ xuống, dập đầu với thúc tiền. Một lạy, lại hai lạy, dơ lên một đảo tấu trương xin thôi chức. Xin bệ hạ chấp thuận. Thúc tiền không tìm được lệ như suối trào, rốt cuộc đứng dậy, từ từ bước đến cạnh y, nhận tấu trương, nghẹn ngào nói. Tam hoàng thúc đứng lên đi, ta chấp thuận. Thúc thần huy chờ thúc tiền ổn định cảm xúc đôi chút, lại nói. Bệ hạ, đó là chuyện thứ nhất, đại triều hội ngày mai, đợi bá quan triều bái xong, thần sẽ ra khỏi hàng thỉnh từ. Còn có một chuyện, thần khẩn xin bệ hạ ngày mai cũng cùng làm. Ở đây thần còn một tấu chương khác, mời bệ hạ xem qua. Y lấy từ trong tay áo một tấu chương khác cũng đã viết xong, hai tay dâng lên. Tấu chương đề nghị chính thức bổ nhiệm Khương Tổ Vọng làm đại nguyên soái hành quân, tổng lĩnh binh mã thiên hạ, cũng ban ra hồ phù, để ông tự chủ chọn lựa thời cơ có lợi nhất có thể xuất binh nhạn môn bất kỳ lúc nào. Thuốc tiền lau nước mắt. Ta biết rồi, ngày mai ta sẽ tuyên bố trong chiều. Thúc thận huy lộ vẻ mừng rỡ, bái thiếu đế lần nữa, trịnh trọng khấu tạ, cuối cùng nói. Phía thần đã hết chuyện, xin cáo lui rời cung. Thúc tiền tiện y ra tây các, khỏi điện tuyên chính, định đưa ra cung, thúc thận huy chối từ, cười nói. Tâm ý bệ hạ thần nhận, nhưng xin bệ hạ dừng bước. Y ngừng đoạn. Thấy bệ hạ mấy ngày qua có vẻ như rất mệt mỏi, thần nói thêm một câu. Tấu trương vĩnh viễn không ngừng, trong đó đúng là có cái không thể chậm trễ nhưng cũng không ít lời toàn thứ vô dụng, thêm gánh nặng thôi. Bệ hạ không cần đáp trả cả, xét xem xử lý là được. Đêm nay 30, ngày mai còn có đại triều hội, bệ hạ cũng về cung sớm nghỉ ngơi đi. Y liên tục dục thuốc tiền, cậu mới liên tục quay đầu bước đi lưu luyến không rời. Thuốc thần huy đứng ở bậc thềm cao mất ngoài điện tuyên chính, đưa mắt dõi theo bóng thuốc tiền, thấy cậu được cung nhân hầu giá, dần dần biến mất. Đêm nay lưu hướng tự mình phiên trực, vừa rồi vẫn luôn chờ bên ngoài giờ đưa thúc thận huy xuất cung trên đường thúc thận huy chuyện phiếm với ông cười nói nghe nói nhà ông có cô thiên kim tài mạo song toàn sang năm cập kê hiện giờ cổng phụ đề đã bị người đạp phá chắc chọn đế hoa mắt có phần phiền não nhỉ chờ định chuyện hôn nhân đừng quên nói ta một tiếng ta cũng gửi một phần lễ lưu hướng khẽ giật mình không ngờ đến cả chuyện vụn vặt này nhiếp chính vương cũng quan tâm biết đến không khỏi có phần cảm động cười hắc hắc. Đa tạ điện hạ, chờ đính hôn xong, vi thần không khách khí, chắc chắn sẽ báo cáo điện hạ. thúc Thần Huy cười gật đầu. Không cần tiễn nữa, ta biết đường, tự đi, ông cũng vất vả cả năm rồi, đêm nay không cần ở trong cung, bàn giao xong xuôi về đón giao thừa cùng người nhà đi. Lòng Lưu Hướng càng thêm ấm, tạ ơn xong đưa thêm một đoạn mới dừng bước. Thuốc Thần Huy mình một mình xuất cung, sắp đến cửa cung, bỗng nghe một giọng nói bên cạnh. Điện Hạ. Thúc thần Huy quay lại, mượn ánh đúc gần cửa cung nhìn thấy Trần Luân, hơi quái lạ. Cung Yến đã tan từ sớm, sao anh còn chưa hồi phủ? Có chuyện gì sao? Trần Luân nói. Cũng không có gì khác, chỉ là hôm nay trước khi vào cung, công chúa cố ý căn dặn, bảo đêm nay thần phải mời Điện Hạ đến, cùng đón giao thừa. Công chúa xưa nay thích náo nhiệt, Điện Hạ cũng biết. Trong nhà chỉ có hai người tôi với nàng ấy, nàng ngại không đủ thuốc thần huy khẽ giật mình hiểu ra chắc hẳn trong mắt a à tỷ đêm nay mình cô đơn không ai bầu bản, cực kỳ đáng thương vợ chồng anh ấy thành hôn nhiều năm vĩnh thái vẫn chưa có con mãi gần đây rốt cuộc mới có tin vui vui không kể xiết trần luân cả năm bận ngập đầu vất vả lắm đến cuối năm vợ chồng người ta ân ái y chĩa vô sao được bèn cười từ chối nhã nhặn đa tạ ý tốt của hai người ta xin nhận lấy tấm lòng có điều đêm nay ta cũng có sắp xếp khác không đi đâu trần luân vội nói điện Hà không cần lo lắng quá nhiều không chỉ công chúa mà tôi cũng mong có thể cùng điện hạ ôm lò sưởi nói chuyện xuyên đêm nhà đá chuẩn bị rượu tốt ủ lâu năm chờ điện hạ đó ngữ điệu anh cực kỳ chân thành thúc thận huy cười chỉ ra ngoài cổng cung người của ta đang chờ lần sau rảnh rỗi còn nhiều cơ hội trần luân biết y sẽ không chịu bất đắc dĩ đáp vâng thúc thận huy cùng anh ra khỏi cửa cung, vương nhân thống lĩnh thị vệ của vương phủ dẫn theo mấy người, đang đợi y ngoài cung, gặp hắn hiện thân, dẫn ngựa nghênh tiếp. Y ngồi lên lưng ngựa, níu cương, quay đầu nhìn Trần Luân. Ánh đuốc thắp trên cổng cung chiếu dọi lên khuôn mặt đẹp thoải mái của y, chỉ nghe y cười to. Giao thừa năm cũ, năm mới bắt đầu, tà ma ra đi, bình an đang đến. Nói xong, ôm quyền vái chào, rồi ngựa đi quãng thời gian cuối năm này vì chuẩn bị cuộc chiến sang năm, cộng thêm những việc triều đình khác, y loay hoay đến đất trời mù mịt, cuối cùng cũng đã như bỏ được gánh nặng trong một thời gian dài. Vó ngựa gõ trên đường phố Trường An, y yên lặng xuyên qua con đường treo đầy đèn lồng đỏ, ngang qua những căn nhà thấp thoáng tiếng nói cười, mang theo cái lạnh đầy người, cuối cùng về tới vương phủ. Y đích thân chủ trì, phát hạ nghi xong xuôi cho người trên dưới vương phủ, vào phồn chỉ đường, tắm rửa sẵn sàng chuẩn bị nghỉ ngơi. Vĩnh thái Trần Luân đã hiểu lầm, y không thấy cô đơn, mà ngược lại, giờ phút như đêm nay, tầm đường non quảnh quẽ hơn bất kỳ chỗ khắc mấy phần này mới là nơi trong lòng y hy vọng có thể quay về nhất. Thuốc thận huy trước khi vào giấc lại ngắm mấy trang chữ tập viết bên gối. Nhãn môn hiện giờ hẳn là mùa khắc nghiệt nhất trong năm, đêm nay trong chướng liên doanh, không biết phải chăng nàng đã ngủ ấm. Lúc thế này, nàng có nhớ tới mình không nhỉ? Y ngẩn ra dây lát, cuối cùng cầm mấy trang giấy đến gần chóp mũi, nhẹ hít hà mùi mực cô còn để lại. Thôi, không nhớ Y, cũng chỉ có thể là nàng ấy. Y nhớ nàng, vậy là được rồi. Thúc thận huy hơi cong khóe môi, nhắm mắt, chờ tân triều nguyên đán đến. Thúc tiền đang nằm trên giường ở tầm cung, lật hai tấu trương tam hoàng thúc vừa gửi cho mình đêm nay, lúc thì tiếc rẻ vì sao đêm đó mình không giết chết Lan Vinh luôn, lúc thì hận mình sao giống như cũng bị thuyết phục. Cùng yến đêm nay, cậu kìm không đặng, để ý phản ứng khác biệt của người bên ngoài đối với Tam Hoàng Thúc và chính mình. Tình cảm với Tam Hoàng Thúc nhiều năm cũng không cản được những câu nói xúc xiểm vô căn cứ của Lan Vinh. Lại nhớ đến những gì xảy ra đêm nay, Thúc Tiền càng thấy xấu hổ vô cùng, hận chính bản thân. Cậu xoay mặt, lại nhìn thấy bóng cô cung nữ nhạn môn xinh xắn kia đứng trước giường không xa. Cậu yên lặng nhìn, ngây ra, lại nghĩ đến một người khác thím ấy đối xử với cậu vô cùng tốt. Ngày đó lúc cậu không biết sống chết lẻn đi theo ra chiến trận, thím đuổi theo, đương lúc sắp ăn đao ngàn cân treo sợi tóc, cứu mạng cậu. Trước mắt cậu, hiện khuôn mặt thím đang cười. Sao họ có thể liên kết tính toán mình chứ? Thuốc tiền càng nghĩ càng phẫn hận, càng nghĩ càng lạnh run. Bệ hạ định đi ngủ à? Cùng nữ được cậu cho phép hầu hạ gần gũi cạnh mình tên tố, cô thấy hoàng đế thiếu niên cứ nhìn mình chằm chằm, không khỏi thầm hoảng hốt, trần trừ một lúc mới lấy hết dũng khí, nhẹ bước lên hỏi nhỏ. Thúc tiền không nhìn nàng ta nữa, phất tay lệnh ra ngoài, mình khép mắt nằm yên. Đại chiến sắp đến, Lan Vinh lựa chọn thời điểm này mà nhảy ra. Thúc tiền rất rõ, ông ta tuyệt đối không ra tay một mình. Hạng người đại gian như Trung Thế hẳn phải có một nhóm. Ngày thường bọn họ im ắng âm thầm chăm chắm vào nhất cử nhất động của mình và Tam Hoàng Thúc, mưu đồ thay thế Tam Hoàng Thúc, dành nhiều lợi ích của chính bọn họ hơn nữa ngoài lan vinh còn có ai cậu lăn lộn trên giường cuối cùng cực kỳ mệt mỏi trước khi mơ màng thiếp đi âm thầm thế trong lòng nếu có lần sau còn có kẻ dám can đảm nói lời ly gián trước mặt mình bất kể là ai dù là lan vinh cậu ruột mình mình cũng sẽ không nhân nhượng giết không tha thuốc tiền cứ thế mang theo nỗi phẫn hận lẫn hối hận tràn ngập thiếp đi cậu ngủ không sâu ác mộng liên tục lại không rõ đang mơ gì chỉ thấy tay chân mình như bị thiên quân nặng nề khóa chặt cậu ra sức giãy dụa mà không thoát cố gắng mãi vẫn thất bại cuối cùng cậu quyết tâm dùng hết toàn lực giãy mạnh tay chân người bừng tỉnh vã mồ hôi lạnh khắp người không chỉ thế trước giường cậu một người đang ngồi là đồn ý thái hoàng thái phi thúc tiền kịp hoàn hồn ngồi dậy thái hoàng thái phi mình đế từ nhỏ do di nương này nuôi dưỡng tôn bà như mẹ ruột ngoại trừ xương hô một hạng không cách nào sửa đổi, còn lại mệnh hoàng tử lấy tổ mẫu chi lễ mà phụng chi. Ánh mắt Lý Thái Phi đầy tự ái, dùng khăn tay đau lòng nhẹ lau mồ hôi chán giúp cậu, thấp giọng. Bệ hạ sao vậy, gặp ác mộng à, sao vừa rồi gọi không tỉnh, mai là năm mới, lão thân sẽ xin lá nguyện an thần cho bệ hạ, tà ma bất xâm, bệ hạ yên giấc. Thuốc tiền còn đắm chìm trong giấc mơ vừa rồi, nhịp tim thình thịch, đến khi ổn định hơn, bỗng nghi hoặc. Bà luôn ở thâm cung, mặc kệ sự đời, cũng không thích ra ngoài, sao đột nhiên đêm khuya vào tầm cung của mình. Vội nói, Chấm không sao, đa tả Thái Hoàng Thái Phi, sao Thái Hoàng Thái lại đến đây, có chuyện gì gọi chấm qua là được, Thái Hoàng Thái Phi không cần đích thân. Tới, Lý Thái Phi quay lại nhìn công nhân trong điện, tất cả lui ra. Bà thu tay lại, nói, Lão thân nghe nói, mấy ngày trước ngài đâm cứu phụ ngài một kiếm. Thúc tiền giật mình nhìn bà. Chuyện này, ngoài cậu và Lan Vinh, người khác tuyệt đối không thể biết. Bà thì ở thâm cung. Đột nhiên, cậu sực tỉnh, lòng cuồng loạn. Quả nhiên, thấy vẻ mặt Lý Thái phi bình thường, nói tiếp. Tuy cậu ta có chút lỗ mãng có lẽ khi ấy nói nặng lời, động chạm đến ngài thôi. Nhưng bệ hạ không thể nóng nảy bực đó, tổn thương cậu ta nặng đến suýt thì mất mạng. Dù có thế nào, cậu ta cũng là cậu ruột của bệ hạ thuốc tiền đăm đăm nhìn Lý Thái Phi, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân yếu ớt dâng lên, nhanh chóng lan tỏa khắp người, cả người cứng lại. Lý Thái Phi thấy dáng điệu cậu, thở dài. Hẳn là bệ hạ rất bất ngờ nhỉ, trước khi Lan Vinh gặp bệ hạ đã có tìm gặp lão thân. Là lão thân cho phép, hay là nói, đây là ý của tiên đế. Giọng Lý Thái Phi vô cùng bình thường, cứ như là một câu còn bình thường hơn bình thường. Thuốc tiền còn nghĩ mình nghe lầm, cậu trợn mắt, đầu trống rỗng, trong tích tắc hoàn toàn không có phản ứng. Lý Thái Phi chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm dần, bỗng, từ bên giường đứng lên, đi đến chiếc bàn. Đến giờ thuốc tiền mới nhìn thấy, chẳng biết tự lúc nào trên bàn có thêm một hộp dài. Cậu nhận ra là vật chuyên dụng để đựng thánh chỉ trong cung. Nhưng không phải là đồ trong cung cậu, cậu ngơ ngác nhìn Lý Thái Phi mở nắp hộp, lấy ra một quyển trục, nói. Đây là di chiếu tiên đế để lại cho bệ hạ bệ hạ tiếp chỉ thuốc tiền co rúm lại lung tung xuống giường quỳ xuống mặt đất lạnh băng cúi đầu kỳ vương thúc thần huy mượn lợi nhiếp chính lừa gạt ấu chủ mưu đồ làm loạn phụ chẫm lâm trung nhờ vả bên tai thúc tiền tiếng thái hoàng thái phi lý thị bình tĩnh mà cứng rắn vì kế sách nai vàng nước đại ngụy ban chết phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn